Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Saigon by Night. Giờ chúng ta đến season 2 của tựa game này. Bọn mình chơi với hệ thống Vampire the Masquerade game nhập vai. Và chúng ta có những người chơi là Thiện, chơi nhân vật Công Bính. Có Covers, chơi nhân vật Đông. Có Búp, chơi nhân vật Chú Hưng. Và cuối cùng là Sương Tiên, người dẫn chuyện của chúng ta. Giờ Thiện sẽ chuyển lại mic cho Sương. Cảm ơn anh. Hôm nay của mình sẽ tiếp tục session nhé. Sự kiện ở trước I don't really remember một thành viên ở đấy trong nhóm của mình để gặp cái chết cuối cùng của cô ấy, điều nến cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ chơi mọi người muốn chơi là buổi tiếp theo ngày đó hay là vào thời điểm nào có chuyện. Tiện ok với cả hai phương án, nó sẽ hơi khác nhau một tí về cách mình chơi nhân vật của mình. Thiện nghĩ là cái nào cũng có cái hay của đó. Mọi người thì có sẵn sàng roleplay bất ngờ và sốc không? Vào ngay từ đầu session. Go for that, huh? That's really good, could be interesting. Tôi sẽ có thể dùng cả session hôm nay để resolve chuyện này được không? Vậy thì có một thứ, actually, nếu Sương không phiền, có một thứ mà Thiện muốn nói trước khi vào session. Hôm trước thì Thiện cùng Đường có ngồi xem một cái một đoạn của LA by Night với Sương, thì Thiện có nhận thấy là những người chơi trong đấy họ có một cái kiểu không khí là in character hoàn toàn, chứ không như mình là thỉnh thoảng mình vẫn cứ bị văng bay ra khỏi character, có thể là làm một vài cái comment gì đấy vui hoặc là một vài cái comment gì đấy để làm giảm sự căng thẳng. Thì Thiện muốn thử là trong cái buổi này mình thử cố gắng giữ không được 100% thì cũng cố là 90-95% in character các cái nhân vật và có thể cả người dẫn, để xem mình cảm thấy thế nào. Có thể là mình thấy nó hay, có thể là mình thấy không hay, thì mình có thể bàn lại với nhau vào cuối buổi và xem cái phong cách chơi này có phù hợp với bàn chơi của mình không. Mọi người thấy thế nào? Okay. Cái ok này nó hơi nhẹ nha. Okay. Hôm nay thì bọn mình sẽ thử drone play trở lại bảy nhân vật với tốc độ cao để let's try this out one time and see how it goes. Vậy thì bây giờ còn ai có vấn đề gì muốn nói không? Bọn mình sẽ bắt đầu. Nếu không thì số bắt đầu. Thời điểm này sẽ là sáng nay chú Hưng đã đứng dậy để chứng kiến một sự kiện xảy ra. Đã nhìn thấy đường đón nhận cái chiếc cuối cùng cô bên trong phòng tắm của nhà trọ cô vớt và hỏi thằng cho bụi khi ấy lần gì tiếp theo. Lúc đấy thì Hưng sẽ chỉ kiểu đã cố vào, đã cố gọi là kiểu lao vào ấy, nhưng mà cái nỗi sợ hãi ánh sáng thì kiểu sâu thẳm bên trong cơ thể thì kiểu sẽ chỉ là đứng chôn chân ở cửa thôi và không thể nào mà vào để gọi là kéo đường ra được. Đồng thời thì kiểu vẫn thấy là cứ kiểu trơ mắt nhìn đường kiểu tan thành tro bụi như thế. Thì có nghe thấy được cái, tức là có nhìn thấy được cái nụ cười cuối cùng của đường và kiểu cảm nó hơi day dứt một chút đấy, kiểu là cứ đứng chôn chân đấy mất một lúc. Xong rồi thì ngồi phịch xuống sàn thôi, kiểu bào hoàng, không làm gì được cả. Thời gian đầu tiên trong rất lâu rồi nhưng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhìn thấy bụi. Tên nói qua từ tiên là nhưng mà bụi này không phải là thứ mà tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Đây là cho bụi của một người mà bài sẽ trước đấy vẫn còn bị cười với không biết mặt trời sắp xuống rồi. Và một thời gian nữa cái nhóm của mình sẽ thức dậy, không có làm gì. Tức là gần như không cho đến khi mọi người thức dậy kiểu không có phản ứng gì ấy, kiểu vào khoảng 7 giờ thì mọi người còn lại sẽ bắt đầu thức dậy khỏi cái phòng giấc ngủ bên này của mình. Thì trước tiên sẽ có thể hỏi mọi người đâu cho Sương cái house check của mình hay không, kể cho Sương. Okay, house check. Ai mà chết xét á thì xoáy một cái hờn gờ đi, con bot nó bị ngu nó tự để thành fail ấy. Ok. Thế sao xét? Ôi dồi ôi, 3 cái 9 liên tục hả? Bính và Đông mở mắt rồi. Bính mở mắt và ngoạo đầu vươn vai dậy, đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, chỗ nhà Đông. Còn Đông thì sao? Đông thì dậy vì báo thức đang ở trong phòng ngủ của mình, cho nên cô ấy sẽ bước ra ngoài. Nó kiểu phòng khách là trước cửa phòng ngủ luôn ấy. Nguyên cái nhà chỉ có một cái phòng ngủ thôi, nhà nó đối diện nhau hết. Nhưng mà ngay khi Bính ngồi dậy có thể nhìn thấy được chỗ hơn bên ngồi đấy. Ủa dậy sớm thế.
Sao Thu lại ngồi đấy? Kiểu cái tiếng của Bính kiểu kéo Hưng lại về về thế giới ấy, kiểu dậy rồi hả con? Vâng, con dậy rồi. Cái đường nó đi rồi. Sao nó trốn rồi hả? Bính chạy ra chỗ Hưng ngồi. Chân kiểu lắc đầu, không không, nó không trốn. Những gì còn lại của nó ở trên sàn hết kìa. Mình có thể nhìn thấy trên sàn được viết bằng máu là một lời cảm ơn đơn giản của đường để lại và địa chỉ, cùng dòng nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ những người địa chỉ này. Bính nhìn theo hướng tay chú Hưng chỉ, sự bàng hoàng và ngỡ ngàng chiếm lấy cậu ấy. Hả? Làm nó thế nào cơ? Hưng chỉ vào cái cửa sổ đang kiểu cái rèm cửa đang mở và lúc này thì đã không còn ánh sáng mặt trời nữa, kiểu nó nhảy ra ngoài đấy rồi ấy. Thế đi nhanh đi, đi đuổi đi. Đông trong phòng bước ra. No, cái cửa vẫn còn nguyên, chỉ có rồi. Cái rèm mở thôi, cái cửa vẫn còn nguyên. Lúc bước ra sẽ nhìn thấy mày. Trong phòng này hiện tại có một dòng máu viết ở đấy đó. Đông đã nói ngoài ra còn có một cát đầm giữa sàn cũng như bụi cho ai đi đốt lên và yên xì. Hưng từ từ chỉ cho Bính, đây là những gì còn sót lại của chúng ta nếu mà chúng ta tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Là đây là cái đường hoặc là những gì còn lại của nó. Nhưng mà Bính sẽ bước lùi lại vài bước. Ôi, thế là mình quên đóng rèm à? Hay nào? Không, nó tự mở rèm, nó tự muốn đi. Sao nó bất cẩn thế nhỉ? Đông bước vào phòng tắm, kéo tấm rèm lại, rồi đi lên quanh tìm dụng cụ dọn vệ sinh. Đằng nào thì mình cũng giết nó mà, mình cũng định làm thế. Vậy bây giờ mọi người sao lại tự dằn vặt vậy? Không 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 không, chắc chắn là có cái vấn đề gì đó ở đây. Khi bọn camera lên nó đến xong nó dàn dựng thì sao? Nhưng mà đâu có ai đến nhà buổi sáng đâu. Chú chính mắt nhìn thấy nó bốc cháy mà con. Là cái lúc chú dậy sớm ấy hả? Đúng rồi. Thôi bỏ đi coi, nó đi rồi. Cái chỗ ở đâu nhỉ? Đông nhỉ? Đây em. Đông vừa nói vừa đi vào trong cái góc của cái phòng tắm, nó có sẵn cả máy hút bụi đổ đấy rồi. Bây giờ mọi người đi ra ngoài đi, đem làm cho. Hưng kéo Bính ra phòng khách ngồi để không vướng đường của Đông. Thì sau một lúc dọn dẹp thì cũng khá là nhanh. Tiếng máy hút bụi trong phòng tắm nó cũng dừng lại. Đông kéo cái máy ra ngoài rồi. Đông có thể nhìn thấy được là chỉ bất ngờ cảm ơn với bằng máu của đường. Đông tá đi. Cô ấy vừa xóa vừa nghĩ là nếu mà nhỡ mình giống như những người ngồi ở ngoài kia có một cái ký ức gì đó với cái người này thì chắc hẳn cô ấy cũng sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà rồi cô ấy lại cười dẹt. Cô ấy biết là họ sẽ không làm được cái chuyện là xóa những cái dòng chữ này đi. Cái người làm chỉ có thể là cô mà thôi. Quang vừa nghĩ vừa lấy khăn ướt lau sạch cái phòng tắm đấy. Chồng có muốn dọn kỹ hay không? Tại vì mình có được dụng cụ chuyên dụng để lau những cái này hay không? Chắc là chỉ lau sơ qua thôi. Thế sau một lúc đâu có thể nhìn thấy được là sàn nhà đã mất đi hình dạng của chữ viết bằng máu. Nhưng mà những cái vết mà cũng còn tản lại ở trên nền lắm. Có lẽ cần nhiều chất hóa học hơn để tẩy rửa thì mới có thể sự xóa hết dấu vết của người đã từng ở đây. Đông vứt lại cái rẻ vào trong xô rồi đóng cái cửa nhà tắm đấy đi ra ngoài. Tại sao nó có thể làm thế hả chú? Thế nào nhỉ? Chú nghĩ là nó muốn tự do. Và đây là cách duy nhất. Chú hiểu là nó đã bị điều khiển suốt một thời gian dài, làm quấn rối của người khác. Nó vừa mới được trả tự do xong thì lại bị nhốt lại như thế này. Thế nên đấy là cách duy nhất nó có thể tìm thấy. Thì chúng ta không đời nào sẽ thả nó ra mà, đúng không? Vậy là do chúng ta. Thật ra không phải thế. Chú nghĩ thế cũng tốt. Chú không xuống tay được với nó. Nhưng chú cũng không nghĩ là chú sẽ làm việc được với nó nữa. Cái cảm giác Bloodborne nó như thế nào nhỉ? Nó con sẽ thấy người không, nó không phải đau khổ. Bloodborne là một thứ gì đấy cực kỳ, là nó sẽ cho con cảm giác như kiểu con yêu người kia, con muốn, con có thể làm tất cả những gì vì họ, con sẽ hạnh phúc vì con được làm những thứ theo lệnh của người mà mình yêu thương. Trong lúc bị Bloodborne thì sẽ không đau khổ, chỉ có đến lúc mà con tỉnh lại rồi, lúc đấy thì con mới nhận ra là suốt bao năm tháng qua con không thực sự sống là chính mình. Ai,
thôi người thì cũng đi rồi. À, Hưng có Hưng khá chắc là Hưng đã kiểu nhớ hoặc là lưu lại cái địa chỉ kia rồi nha. Đây là Hưng kiểu sợ Hưng kiểu viết cái địa chỉ đấy lên một cái mảnh giấy nào đấy rồi đưa cho mình. Con nghĩ mình có nên giúp nó một lần cuối không? Bình vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Một cái gì đấy trong mắt của cậu vẫn cứ đảo qua đảo lại. Chú đã bao giờ bị cháy nắng chưa? Thì cháu không phải là chú hiểu cháu nói gì đúng không? Chưa. Nó thế nào nhờ? Nó giống như kiểu nó không khác gì kiểu con bị bỏng ấy, nhưng mà bỏng rất nặng kiểu kiểu vậy. Có lý do để chúng ta đi ngủ ban ngày. Nếu mà bị Bloodborne thì chú có chọn, nếu mà cần cái sự tự do chú có chọn cách đấy không? Không, chú còn phải vì một người mà sống. Thế thì nó cũng có người. Thực ra cháu cũng không biết ở cái địa chỉ gì đấy. Thì nói chung là thế nào nhỉ, mỗi người đều có những cái mối liên kết để giữ họ lại với cuộc sống này. Có lẽ là của con bé nó không đủ, hoặc chỉ đơn giản là nó nghĩ nó không thể làm được gì hơn nữa. Bình sẽ đứng dậy ở cái sofa rồi đi về cái chỗ bếp, xong rồi tìm cái chậu rửa mặt táp ít nước lên mặt đi. Có thể lúc đấy đi qua ngang qua chỗ của Đông cũng không quá để ý, tránh hơi va vào. Đông đang loay hoay kiểu dọn hết cái chỗ bụi ở trong máy hút bụi vừa rồi đặt vào trong cái lọ. Cô ấy bị Bính va vào thì cũng chỉ xoay người rồi vỗ vỗ vai Bính, kiểu tôi cố tỏ ra an ủi thôi chứ cô ấy cũng không rõ là mình nên nói gì nữa. Rồi đi ra bàn, cô ấy đặt cái lọ có thể gọi là tro cốt của cái người kia lên bàn. Thì ít nhất đó là cái thứ duy nhất mà họ còn lại. Cô cũng không biết là mọi người ở đây muốn làm gì với cái thứ này nữa. Ít nhất đó là từng là đồng đội của họ. Đông, nhà còn cái gì nấu không em? Dạ, em mà anh hỏi là còn cái gì không? Còn được vài cục kẹo. Kiểu em cũng không còn cái gì hết. Ừ, anh có thể ăn tạm hoặc là đi qua nhà hàng xóm xin cũng được. Rồi, anh ra đi siêu thị một tí, anh cũng quá mệt rồi. Hưng bỏ ra ngoài, coi như là đi ra ngoài. Không muốn đi siêu thị nào đấy, hay là muốn đi đâu? Yeah, đi một cái siêu thị, nói chung là nấu ăn là một cách để Hưng giải tỏa. Chú chỉ có cần đây chú cần cái áo mới không? Cái này khá nhiều màu. Ủa, sao có máu thế nào à? Ôi. Lúc mà Đông cao chú. Oh, I see. Xin lỗi. Có nhắc cho mình nhớ. Khá chắc là chú không có giới thiệu về cái bộ dạng này. Yeah. Long Đông đục được một cái áo khoác gọi là cái áo mà mỗi lần mà cô đi lái mô tô ấy, cái áo to đùng bằng da. Cô em cũng mỗi cái này thôi, mấy cái khác hầu như là chắc nó không vừa sai đâu. Thôi cái này là được rồi. Thương vật khoác cái áo lên người để che những cái vết máu. Hoặc tiện hơn thì thực ra là bỏ cái áo ngoài ra. Thường là bằng áo sơ mi thì sẽ có một cái bỏ cái áo sơ mi ra thôi. Thế mà có dính vết máu thôi. Còn lại thì khoác tạm cái áo kia của Đông lên người rồi đi ra ngoài. Xíu nữa anh sẽ về. Chúng ta còn nhiều thứ để giải quyết đấy. Trong lúc Hương đi ra ngoài chỉ cần để Đông với lại chỉ cần em giúp gì không? Không, chị nghĩ là nên nghỉ ngơi một chút. Chị thấy em đang khá rối. Là sao ban nãy em đã hỏi. Thật ấy, chị không cần em giúp gì đâu. Nhưng mà chị biết là con bé cũng từng là một người mà em khá là thân thiết. Rồi sau đó nói như thế thì thân thiết nỗi gì nó tất cả lừa dối chị. Tại sao mình phải quan tâm đến nó nhỉ? Nhưng mà rõ là em có mà phải không? Ban nãy em hỏi anh Hưng những thứ đấy. Không. Nó ổn. Em đang bực là tự nhiên mất cái nguồn manh mối camera mà. Đông đẩy cái hộp đựng tro tới trước mặt Bính. Nếu mà em sợ mất thì em đã không hỏi cái việc là Bloodborne cảm thấy thế nào. Chị không nghĩ đấy là một câu hỏi dành cho một người mà người ta thật sự không quan tâm tới cảm nhận của cái người đã khuất này đâu. Em nghĩ mình có nên tới cái địa chỉ nhà mà con bé đã để lại không? Thời gian đâu mà có cái đấy chị. Việc mình còn chưa xong. Ba Ron còn đang xong rồi quận 4, quận 3 các kiểu. Cả cái thằng nhóc Hoàng, thằng Danh đấy còn đang biến mất nữa. Việc chồng việc. Cái gì đấy bao giờ lo được lo. Lấy nữa chị hẹn được với sale của mình rồi. Chắc là mọi thứ nó sẽ ổn hơn thôi. Về em ấy, chị thấy em thật sự không ổn.
mà em cần thì em cứ nói. Chị cũng là người hay quên, nói xong thì chị quên ngay. Còn nếu mà em thấy không ổn thì thôi vậy. Chị đã từng bị phản bội chưa? Chưa. Chị cũng không hiểu được cảm giác đấy. Em không biết em phải cảm thấy gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói là mất niềm tin từ một cái người mà mình rất là thân thiết thì rồi. Cái cảm giác mà thật sự là em không biết em phải giận người ta như thế nào. Em vừa giận nhưng mà khi mà em mất người ta rồi thì em lại cảm thấy là cái cơn giận lúc đấy của mình nó không đáng. Tại vì không cứu chữa nó lại được nữa. Tiện hỏi our character Đông hiện tại trông như thế nào? Đông ngồi xuống đối diện Bính, hai tay khoanh, hai tay đan vào nhau. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Bính, mặt cô ấy có vẻ khá buồn. Bính nhìn về phía Đông, ông thật nghĩ ra gì đó. Chị nói như em hỏi cái này không biết chị phiền không? Không phiền bảo em. Chị có cho rằng bố chị đã phản bội chị không? Nếu gọi là phản bội thì cả chị và ông ấy đều phản bội lẫn nhau. Chị gạt ông ấy gạt chị. Cả hai cứ đối diện nhau như thế, cũng chẳng biết nên tin nhau thế nào. Rồi một ngày nào đó chị, ôi chị sẽ mất ông ấy, chắc chắn chị sẽ hối hận. Nhưng mà để tin nhau thêm lần nữa thì chị không chắc. Giãn nứt vậy sao? Chuyện của chị không quan trọng, chuyện của em ấy. Chuyện của chị thì nó cũng qua lâu rồi. Còn okay. Em bây giờ thì sao? Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Bính lại chống cằm vào tay ngồi. Lúc này thì Hưng mới vừa về đến nhà, hai tay hai túi to túi nhỏ và kiểu người sao rồi, trông có vẻ là sau một lúc đi shopping thì trông nó có vẻ là đỡ hơn, là tiêu tiền mà, tiêu tiền lúc nào thấy đỡ hơn thì mọi thứ vẫn ổn mà. Biết không, cháu tớ tối nào cháu cũng vung 1,5 triệu xuống đất. Tệ quá. Phải có lý do để chú vung nhiều như thế, tiêu tiền sớm mà. Người giàu nói chuyện có khác nhỉ anh. Anh cũng ước là anh giàu hơn. Dạo này đói kém quá. Thôi, đây, anh vào bếp làm mấy thứ linh tinh. Tối nay còn một tối dài đấy. Hưng vào bếp nấu vài ba món và biết là hai người kia không ăn được, thế nên là ăn một mình. Yeah. Cô hỏi nhà của Đông có bếp điện tử không? Có. Hương sẽ biết là mình chỉ có thể nấu trên bếp điện tử. Đốt lửa lên quá nguy hiểm, lên quá nguy hiểm. Nấu đơn giản mà. Đấy. Xong rồi kiểu khi mà nói chung là đồ ăn thì cũng khiến Hương thoải mái hơn. Thì bắt đầu gọi với Gia Bính. Thế sao rồi? Còn nghĩ tối nay mình làm, chúng ta có Baron, chúng ta có một thằng nhóc đến tuổi phản nghịch, còn Kỳ nữa, chả biết con bé giờ đang ở đâu rồi. Nó vẫn muốn tìm Kỳ. Muốn tìm Kỳ là mục tiêu lớn nhất. Nhưng mà có vẻ là chúng ta không có manh mối gì cả. Và chúng ta cũng có cố lao đầu vào nó hơn một tuần nay rồi. Xong đã tưởng hôm qua mình có manh mối lại. Cũng chẳng dẫn đến đâu. Nên là con mình có thể xem cái thằng danh Hoàng đấy ở đâu rồi. Để chú hỏi từ hai người kia xem có thằng nhóc ố về nhà chưa, hay là nó chạy đi đâu. Nhưng mà nói thật đấy, trước khi mà gặp bọn nó thì hoặc là mình cần thêm người hỗ trợ, hoặc là tất cả bọn mình cần tĩnh dưỡng một lúc, tại vì chỉ máu ăn chỉ các vết thương. Sao nó phải, thôi cứ tạm, mọi người cứ tạm thời nghỉ ngơi đi. Với tình trạng này thì chắc là chúng mình cũng chẳng làm gì được mấy. À quên, Đông vết thương hôm qua còn ổn không em? Đấy, Bình nói bây giờ. Thì nó cũng ổn rồi anh. Nó cũng không có nặng lắm. Hầu hết là em làm anh bị thương mà. Đông nhớ lại cái khúc mà nó tệ quá. Mà cũng sắp tới giờ em phải gặp sai giờ rồi. Chắc bộ lại xin nhắc. Xin xin bộ lại là chỗ đấy hơi hiểu nhầm. Tức là sai lầm của mình hẹn gặp riêng với lại Baron. Không có nghĩa đồng. Oh, alright. Ok. Và nhân tiện hỏi out character thì muốn hỏi là cái máu của mình thì nó hồi như thế nào ấy nhỉ? Superficial damage thì thế nào? Suy nghĩ phải check lại luôn ở trong cái file. Superficial nó bình thường mà ngủ thì nó sẽ gì hết luôn. Có activated damage với đi qua liền ngày sau rồi. Đấy, có ai đang bị activated damage không? Hình như là không. 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 Nếu mọi người có Will rồi đang mất thì hồi lại đầy luôn nhé. Okay.
Yeah. Vậy thì tình hình mọi người hiện tại có vẻ là cũng ổn ổn rồi đúng không? Nãy cháu nhìn cái quần áo thì nhiều vết rách với vết thương, cháu tưởng là chưa ấy. Sao ngủ một giấc là hết mà. Rồi thế thì cái mà chị Đông vừa nói là cái gặp sir thì là nhầm đúng không? Ông ấy chỉ muốn gặp mỗi Baron thôi. Mình có nên đi theo dõi Baron? Để em đi. Không biết chú Phong về chưa? Để em gọi phát. Tại cái này cũng quan trọng. Mình rút điện thoại ra gọi thử chú Phong. Chú Phong, chú gọi không chú? Không quan trọng. Còn có thiệp mời đến buổi tiệc của Cabernet sắp tới chứ? Có thiệp tiệc nào chú? Em không biết. Ta nhớ rằng là trong nhóm của con có người có thiệp mời. Bằng cách này đi chăng nữa tham gia bữa tiệc đấy. Đấy là một triển lãm. Ta sẽ đánh bom vào ngày hôm đó. Vậy là mình đánh thẳng hả chú? Nếu ta là người cuối cùng trong tiền tuyến này, ta sẽ làm điều đấy. Đến đấy, nếu con muốn và con vẫn có lưng, vẫn là trợ lưng ta. Vâng. Vậy con dạy đấy. Cái thiệp mời, cái tiệc đấy có phải cái tiệc gì đang quay ra hỏi cả Đông với cả Dương. Mình có vé cái thiệp mời nào không nhỉ? Cái tiệc gì của cái thằng sir của Hồ Kỳ hả? Đúng rồi, chính nó đó. Mình có thiệp mời đâu nhỉ? Nó có thằng ấy đưa mình đâu. Không, nhưng mà bạn của Kỳ có mời mình. Thấy cô bé gì đấy làm quán liền đi. Rồi. Yeah. Ok chú, bọn con có thể lấy được thiệp mời. Vậy là kế hoạch sẽ như nào ạ? Sẽ như nào? Đến đấy đánh mặt hướng là tất cả những gì con có thể giữ chân bọn nó ở đấy. Còn lại sẽ chú lo. Lần đánh bom này có sợ sẽ chính thức gây chiến không ạ? Con có sợ điều đấy không? Không. Không. Mình ngưỡng lượng một chút nhưng muốn nói. Chỉ cần chắc chắn là chúng ta có đủ sự chuẩn bị. Không có chúng ta ở đây. Chỉ có mượn tay là một số anh em thân của ta. Quận 4 không giúp chúng ta trong chuyện này nữa. Bởi vì thế, ta muốn biết là con thực sự sẽ trợ lưng tay. Vâng, chỉ cần con giống như dân của tay thôi. Được, tốt, đấy là những gì ta muốn nghe. Chú, con có nghe là cái thằng Hiểu Vân, sir của nó là bên Camarilla. Cuối cùng rồi cũng sẽ không còn Hiểu Vân xung quanh tính nữa. Con không cần phải lo, ta sẽ có chuyện này tấn hết trong tay. Vậy là chú biết rồi ạ? Nếu mà chú cần dặn gì cho cái buổi đánh bom sắp tới thì cứ nhắn hoặc gọi con nhé. Chú Phong phúc máy từ bên đấy rồi. Nãy giờ vẫn có để lo ngoài, không phải chỉ để ta trong. Lo ngoài. Để tất cả mọi người đều nghe thấy rồi cái chuyện ở trong. Vậy là sẽ bị đánh nhau to rồi. Ok. Vậy là chúng ta có thứ để làm rồi. Của một cái tiệc đấy lúc nào nhỉ? Chú Phong có nói cho con không? Mọi người sẽ biết nó vào cuối trước đấy. Có thể chắc đến là vào cuối tháng này. Và hôm nay là khoảng một tuần trước cuối tháng. Khoảng một tuần nữa. Vậy thì chúng ta cần đến chỗ anh Lê và lấy cái vé này. Cháu nghĩ là Hoan Kỳ có thể ở đấy trong cái buổi tiệc này. Sơi của Kỳ lúc mà đợt trước đã cố mời Kỳ đến mà. hy vọng vậy. Vậy thì mình đi để chỗ anh Lê đúng không? Dạ. Ok. Chị đâu? Chị vừa nãy có nghe rồi đúng không? Có. Chị có đang nắm được cái tầm quan trọng của cái việc này không? Tại vì em biết là chị có một thời gian là cũng khá là ngoài vòng thông tin trong quận này. Chú Phong của em nói là quận 4 sẽ không tiếp diện cho chúng ta nữa. Và sire của chị đang ở cùng Baron quận 4. Chị không nghĩ là ông ấy sẽ cho chị đi trong cái chuyện này đâu. Chị không nghĩ là ông ấy sẽ cho chị tham gia. Không biết là đang có chuyện gì giữa chú Phong và quận 4 nhỉ? Chú Phong ở quận 4. Cháu tưởng là Anak là cùng phe hết mà. Sao có vấn đề gì này? Anak có thấy đấy, ngay cả giữa quận 3 và quận 4 cũng đâu hẳn là cùng phe đâu. Anak chưa bao giờ là một thể thống nhất cả. Nó giống như nơi tị nạn những người không muốn ở Camarilla thì đúng không? Thì ít nhất chúng ta vẫn có kẻ thù chung đó. Còn hiểu suy nghĩ qua suy nghĩ lại cái gì nhỉ? Kẻ thù hay không thì là đứng trên lập trường lợi ích cho con. Nếu mà kẻ thù cho con đủ lợi ích thì nó chưa hẳn nó phải là kẻ thù. Mà những cái phía trên đấy chú cũng không biết đâu. Các sếp làm sao mình biết được? Chị không muốn đâm đầu vô chỗ chết. Hoặc là mình có thể biết. Lại lôi điện thoại bấm số cô lên. Ây cha. Mình sẽ nhận được thông báo bạn là số hiện tại hiện đang bận. Được rồi, mình chưa biết.
chắc có vấn đề gì mấy, chắc là một hai hôm rồi mấy ông ấy làm hòa thôi mà, cùng là một phe hết mà cái vụ này quan trọng như thế. Nhưng mà nếu mà chuyện đánh bom xảy ra và nó thành công ấy, thì cái tỷ lệ làm hòa nó không có, mình còn không biết mình có còn mạng quay về hay không nữa, hay là nó lại tiếp tục. Nhiều người ở đây chỉ để có một cuộc sống kiểu không phải bị ràng buộc bởi cam thôi. Chú Phong bảo là cứ đến đấy đánh lạc hướng rồi để chú lo. Chú đã nói là chú làm. Em chắc là bọn mình không có vấn đề gì đâu. Con vẫn luôn tin tưởng anh Phong quá. Chú đấy, chú ấy là gia đình của cháu. Gia đình của cháu. Chú hiểu, nhưng mà con cũng hiểu là cái việc đánh lạc hướng nó cũng không phải là việc đơn giản, đúng không? Con sẽ là một cái bia cho tất cả những camera đấy nhắm vào. Thì nhỡ cái chuyện nó thành công ấy, không biết mình còn sống hay không, nhưng nhỡ cái chuyện nó thất bại ấy, thì chắc chắn mình sẽ chết. Vì ai cũng biết mình là mình đánh lạc hướng cả, không gì chắc chắn được hết. Anh Hưng còn một đống thứ phải lo, còn một người đang sống, tự nhiên chị cũng thế, phải đặt cược mình vào đấy cả. Vậy thì mọi người cần thêm thông tin gì hay cần thêm cái đảm bảo gì để có thể theo được vụ này? Mình cần kế hoạch cụ thể hơn con. Không thể nào chỉ ném ra một cái mệnh lệnh là hãy đánh lạc hướng và sau đấy để chú lo được. Quá liều lĩnh. Con không biết là con sẽ phải đánh lạc hướng trong bao lâu, đánh lạc hướng những ai, vào thời điểm nào, và chúng mình phải đợi cái gì để biết là chúng mình đã thành công. Ok, ngoại trừ tiếng nổ ra tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà chúng mình đứng ở đấy quá gần vụ nổ thì wow. Rồi, ok, tôi sẽ hỏi chú Phong cái đấy. Con cần gì không? Thôi để lần này cháu nhắn tin thôi. Chắc là nghe có vẻ chú Phong cũng đang hầm hè mấy ông quận 4 không đồng tình. Chắc là để 1-2 hôm nữa chú trả lời. Không sao, mình còn thời gian mà. Vậy thì hỏi những câu nào đây? Sương cần viết ra không? Hay là Thiện cứ nói thôi? Nói thôi. Ok. Nhất là đánh lạc hướng, có cần đánh lạc hướng ai đặc biệt không hay tất cả mọi người ở đấy và trong bao lâu? Thứ hai là có tín hiệu gì trước khi bom nổ không và nên đứng tránh chỗ nào để không bị bị thương từ vụ nổ? Thứ ba, kế hoạch tẩu thoát như nào? Chú Phong nhắn lại tin cho tôi vào xét ngày đấy để cho con biết rõ. Nếu bây giờ nhắn ra có thể là phá vỡ cái kế hoạch. Đồng Kiên vào hỏi vậy cái mấu chốt là nếu mà mọi chuyện thất bại thì có gì đảm bảo mọi người sẽ an toàn hay không? Đồng nhắn cái này còn điện thoại của Bính. Đồng hỏi Bính tại vì câu hỏi đó nãy giờ vẫn chưa được đặt ra để hỏi chú Phong. Bính sẽ nghe theo và viết câu hỏi đấy cho chú Phong. thêm một câu nữa, vì những người trong quarterly của con có thể bị ảnh hưởng. Hỏi họ xem họ có phải là ai khác không. Chú Phong không trả lời rõ ràng. Nhưng mà em đồng ý cái này thì Đông với chú Hưng mới đúng. Có một sự nguy hiểm nhất định và em cũng không muốn mọi người phải quá đi vào chỗ nguy hiểm. Con này hiểu là đây không chỉ là chú với cả Đông, đây là cả con nữa. Con thì không vấn đề gì. Con với anh em song càng, con vào sinh ra tử có nhau. Chỉ mong vào sinh thôi, đừng mong ra tử. Vấn đề không phải là vào sinh ra tử, mà vào sinh ra tử rồi nó mang lại cái gì. Một mạng đánh đổi dễ lắm, nhưng mà một mạng đấy em đánh đổi để nó mang lại lợi ích gì nữa chứ? Nhỡ cái chuyện đấy em đánh đổi mạng em nó thất bại và tất cả mọi người khác bị quy chụp vào, nó khởi động một cái cuộc chiến tranh mới, mọi thứ nó sẽ mất cân bằng. Nó có nhiều người phải bỏ mạng và bỏ lại gia đình hay là những thứ mà họ quan tâm phía sau. Nó không phải chỉ là một mạng của em và những anh em của em nữa, nó là rất nhiều người khác hệ lụy kéo theo đấy. Nhưng mà cái giá của việc không làm gì là gì? Trong có vài tuần đây thôi em thấy bọn Camarilla nó, mà không phải gần đây nhá, đang nói cái gì nhỉ? Trong vài tuần gần đây thôi, bọn Camarilla nó sang thẳng đây, nó bắt người, cụ thể là Kỳ, ai biết nó còn bắt ai nữa. Và trong không biết bao lâu rồi, thằng Hiểu Vân nó cài vào đây, nó làm Baron. Vậy thì mình để Camarilla nó nắm tay trên đến bao giờ nữa? Và bao giờ thì Camarilla nó sẽ làm một vụ như thế này cho mình, cho Anak? Vậy nên chú mới nói là Anak chưa bao giờ là một thể thống nhất là vì vậy. Con có thể chiến đấu vì gang của con, sẵn sàng hy sinh vì họ, không sao hết. Nhưng mà chỉ đừng biến mình thành quân cờ của người khác. Vậy thôi. Vì thực ra như chú là người rời khỏi Camarilla vì chú không muốn bị người khác xa chỉ đâu đánh đấy. Chú muốn tự do. Chú nghĩ nhiều người rời khỏi Camarilla vì vậy. Thực ra bản thân Anak lúc đầu lập ra cũng một phần là để bảo vệ những người đấy. Nhưng xong rồi dần dần theo thời gian thì chúng ta quên mất cái việc đấy. Và chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ là chúng ta có một cái tên, một phe đối lập. Còn những cái giá trị kia thì có lẽ là mọi người đều đã quên mất rồi. Tôi nghĩ là nói luẩn quẩn này không được cái gì đâu. Mình bây giờ mình cần thêm thông tin.
mình cần biết cái sự ủng hộ của quận 4 đâu và đang có cái sự hiểu lầm gì giữa chú Phong và quận 4. Chú đồng ý. Làm rõ tất cả những cái đấy trước khi cái kế hoạch nhỏ của chúng ta bắt đầu. Ít nhất là chú muốn biết là khi chú chiến đấu thì nha, chúng ta không chiến đấu một mình, hoặc là chỉ có một nhóm nhỏ. Nếu mà đã đánh thì là phải đánh tất cả mọi người đều đấy. Còn không thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ok. Thực ra cái mà chú muốn biết nhất là quận 4 có ủng hộ về kế hoạch này không? Quận 3 chắc chắn là không rồi. Với việc Baron như thế thì chắc chắn quận 3 sẽ không ủng hộ cái kế hoạch này. Ít nhất là Baron. Nhưng mà chú muốn biết là Baron quận 4 và ví dụ những người mà như Sire của Đông có ủng hộ việc này không? Bởi vì đánh bom như thế là không khác gì là một lời tuyên chiến trực tiếp. Chị Đông bảo là Sire của chị gặp Hiểu Vân đúng không? Sire của chị gặp Baron quận 4. À, Baron quận này. 4, ok. Ok, cô Linh. Tối nay. Sương ơi cho Thiện hỏi, mình có biết là đi sang quận 4 thì có gặp vấn đề gì quá không? Như là đi sang quận 1. Mọi người sẽ biết tầm là tự nhiên mọi người không thể qua quận khác, không có một cái gì để đặc biệt được. Ví dụ, tại vì hãy coi như là quan các quận này có cái sự ngăn cản nhất định bởi người sói và cái thứ người sói này. Nhưng mà vấn đề là cái này cũng là vấn đề to lắm rồi. Kiểu cái vụ mà sắp làm. Thì có vẻ là bây giờ mình cũng không có, mình vẫn có một cái mục đích là tìm kiếm thông tin nhưng mình cũng chưa biết là bắt đầu từ đâu, không, hiện tại không có ai để hỏi. Và thế thì có vẻ đấy cũng là ngõ cụt cho chúng ta, nên là cứ đợi đến khi nào mà cháu gọi được anh Colin rồi tính tiếp vậy, chứ bây giờ đi sang quận khác cũng khá là nguy hiểm. Được rồi, thì trong lúc đấy để không mất thời gian thì chắc là chú sẽ đi tìm kiếm thằng nhóc kia, bất cứ thông tin gì mới thì nhắn cho chú thôi. Ok, cháu không nghĩ chú nên điều mình. Thì nếu mà mọi người không có cái gì, tức là không có nhiệm vụ nào đấy khác thì nhé, tại vì chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Chú nghĩ cái này cũng hơi giống việc cá nhân hơn vì dù sao cũng là kiểu người quen của chú ấy. Còn chúng ta đang đối diện với một trận chiến to đùng, chú không biết nữa. Chú không muốn đứa nhóc đấy mà ảnh hưởng đến thời gian của mọi người. Anh chị, tại vì bây giờ cũng không có gì làm, cháu có thể giúp. Thế thì đi. Sương ơi, cho hỏi một chút. Sương sẽ prefer là mình, cái này là ok rồi nha. Sương sẽ prefer là mình bây giờ mình tiếp tục tối nay, hay là mình sẽ time skip luôn đến cái đoạn mà trước khi đánh bom? Sương sẽ cảm thấy cái nào Sương muốn hơn? Sương prefer là tiếp tục. Tức là tối nay mình tiếp tục cái câu chuyện tối nay đúng không? Ok. Thì chắc là sẽ rời khỏi nhà. Sương có thể hỏi một chút không? Hello. Bình thường Sương có theo dõi thông tin về vợ mình và nên đảm một cách nào? Theo dõi thông tin về vợ mình à? Có, thì vẫn luôn theo dõi qua mạng internet thôi. Dù sao thì cái đấy vẫn là cái kênh duy nhất mà. Ừ. À, theo dõi qua Facebook hay là tin báo đài? Ừ. Chắc là kiểu chủ yếu là trang cá nhân đấy, chủ yếu là Facebook các thứ đồ, xong rồi nhắn tin các thứ đồ thôi, chứ còn cũng không phải là celeb để mà theo dõi có báo đài. Nguyên nhân mà có phải là người nổi tiếng đâu. Một tuần mới check một lần thôi này, cứ check không check thường xuyên, check thường xuyên khi nào giải, khi nào đoạn mỗi ngày được vẫn mỗi check. Nhưng xin nhận ra là hôm nay không thấy vợ mình có đăng tin gì lên trên trang từ cái nền cả, cũng không có hoạt động gì trong đợt làm việc. Chứ mọi người không có thể nhắn tin hỏi thăm thôi, kiểu hôm nay thế nào các thứ. Tin nhắn vẫn chưa được đọc. Okay, không sao. Thì sẽ vẫn sẽ nghĩ là kiểu có thể là bận hay gì đấy. Trước đây hơn có hay trả lời tin nhắn vợ đúng ấy không? Tức là có trả lời tin nhắn. Tức là xưa nãy bình thường như vậy, mình cũng không phải lúc nào cũng tạm để trả lời ngay lập tức đúng không? Đúng rồi, nhưng mà tức là khi nào mà rảnh tay ra. Tức là với cảnh thực ra là cũng kiểu cả hai đều cũng không còn trẻ nữa, không phải là những kiểu nhắn tin liên tục kiểu ngày lẫn đêm ấy, kiểu thế, kiểu cũng hơn 3x, 4x rồi chứ đâu phải là kiểu còn trẻ nữa đâu. Đó, thì nhắn kiểu có thể là đêm về kiểu sau khi làm việc xong có thứ đồ thôi. Thông tin chỉ có như vậy. Okay. Thì Hưng sẽ cái nhắn tin đấy và sẽ kiểu để ý điện thoại xem là có trả lời không, nhưng mà sẽ cũng kiểu vẫn không quá lo lắng bởi vì cũng nghĩ là nhiều khi cũng kiểu có thể là bận hay gì đấy.
Tìm hoa. Lái xe ông anh xem là có lái xe về cái khu đại học xã hội ấy, xem là có cái dấu vết gì của tung tích cổ hoàng không. Sương nghe thấy không? Sương đi một mình đúng không? Không, đi mọi người đi. Mọi người đi cùng. Ừ, tức là mọi người cùng nhau đến đại học xã hội để xem có tung tích gì không. Sương đoán là mọi người cùng đi xe với Hưng. Xe của ai? Đi đi chung con xe mà của Hưng. Chứ quen. Hiện tại vẫn còn tại giờ sớm ở trường đại học xã hội. Có vẫn khá đông học sinh. Trong mình xử lý nốt một cái. Con xem cái taxi kia đem trả chưa? Taxi mọi người để ở đâu? Để ở cách cái nhà của Đông khoảng 2-3 dãy nhà, chỗ mà Bính đỗ để đi về đỡ bị theo dõi. Mọi người có kiếm một cái hẻm nào ít để vô để đỗ, đỗ bên đường luôn. Sẽ đỗ vào hẻm. Con giấu nó đi không? Lúc đấy Bính đang nghĩ camera lại đuổi theo mình và Bính làm tất cả mọi thứ để có thể là giấu kỹ nhất có thể. Bính để đấy xem trở lại, thế là cái xe đấy chỗ đó sẽ bảo là mọi người đi đến đại học xã hội trước, Bính sẽ đem cái xe lại về cái quán cà phê đợt trước, xong rồi bắt taxi đi sau đến sau. Khi mà Bính đến quán cà phê đấy sẽ không đàng hoàng là đỗ ngay trước cái quán cà phê mà là kiểu đỗ một cái ngõ nào đấy cũng gần chỗ quán cà phê thôi. Interesting. Vẫn có thể nhìn thấy một ông chú ngồi nha tài xe taxi bên quán cà phê đấy, chứ mặt bạn chắc phải gần 20-30 cốc cà phê kính nhau sao sao mặt ông chú cứ đánh đầu ra lóc đi cà phê trước mặt mình. Đến nói chung là đội cái mũ trùn đầu đến cạnh ông chú vỗ vai cái ném chìa khóa lên bàn xong rồi đi không nói không rằng. Không biết là ông chú chỉ thấy cái chìa khóa đấy một lúc vẫn chưa thấy cái động gì đấy, không có làm gì. Alo chị Đồng ngay. Cần làm gì để ông chú này ông bình thường lại? Em ở lo ngoài đi. Chị muốn nói với ông thì ok, không cần lo ngoài đây là em dí vào lòng mặt ông này. Bây giờ anh có thể về nhà được rồi. Có thể nhìn thấy chú bước đầu đứng lên bối rối nhìn cái đống đi cà phê xung quanh mình và chị có xe. Ơi ăn ăn ăn, anh biết chuyện gì xảy ra. Bính quay đi bỏ đi. Có điểm vợ đấy. Đi tạp xã hội đúng không? Rồi. Chỉ mặc dù mọi người đến đó lọc nhau thấy được là trường vẫn còn khá khá học sinh đang đi dạy học qua lại trong khuôn viên trường. Bây giờ còn khá là sớm. Có lẽ là sẽ phải đi về hướng cái nhà thể chất để xem thôi mà. Có thể kiểu gặp được hai người kia hoặc là biết là có thể gặp, có thể tìm thấy manh mối là dẫn là xem hai người đi đâu về đâu không. Cái chỗ mà lúc mà hai người đấy chạy thoát khỏi cô Linh ấy đúng không, có một cái mà kiểu chặn rồi phi ra ngoài. Mọi người giờ học sinh rất là thế nào lấy nhìn cũng to tướng rồi đúng không, nên mọi người thân đã trông không quá ngoài tuổi không thể vào được trường này. Kiểu một tí sương chắc là chúng tôi mới có thể bắt qua được rồi đến để nhẹ để chất cái khu nhà bơi của cái nhà đó đó đó. Thì khi mọi người đến đấy có thể thấy là cửa được khóa lại và niêm phong, thì cái cửa này là một cái cửa mới người ta mới phải thay lại. Tội nghiệp thằng nào mà. Ok, có quanh này có dấu chân không? Có dấu, bởi vì nhớ là lúc đấy là kiểu như kiểu bạn kia là hóa thú đúng không? Hay là đại loại thế. Không, xong rồi cộng có một đứa gọi hai con chó được, điều khiển hai con chó. Thì xem có dấu chân động vật ở quanh đấy không? Lotus Sương Investigation. Có ai có animal care không? Không. Không. Okay. Check cái đó. Intelligence và investigation. Hoặc là awareness nếu như mẹ ai có awareness cao hơn. Aware em 2, có ai cao hơn? Aware 2, Intel 1. Intel 3, Intel 1. Chỉ được một người lăn hay tất cả lăn? Một người lăn, ai có điểm trong Intel thì
có thể cộng thêm một like cho người kia luôn nữa. Mọi người đều có điểm chung in nhau rồi. Chỉ thêm một người nào có vẻ cao nhất là cộng thêm một like từ những người còn lại gồm vui. Okay. Nghĩa là hai người cùng anh... hỗ trợ thì hay thêm hai like. Bể của anh là 5, bể của Đông là bao nhiêu? Của em cũng 5 luôn. Ok. Away thôi Đông. Đông luôn 7. Cái phương tiện để cho xong là bốn nha. Iron die nhỉ? Để Corvus luôn á. Ủa? Em sẽ dễ em tưởng hành luôn. Ủa? Anh để em luôn mà. Tại anh luôn đây lắm. Lại bảo như thế. Với cả anh đang có một cái hang gờ đai nữa. Anh em có nhiều hang gờ đai quá. Luôn rồi. Ra cái gì đấy không hay. Tốn sức xét. Okay. Đông muốn kiếm cái gì? Hiện nay mọi người nói là kiếm dấu chân phải không nhỉ? Nhìn xung quanh coi kiếm dấu chân. Đông có thể đi lòng vòng quanh và nhẹ nó. Đến một thời điểm Đông có thể tìm thấy được một vị trí phía sau tường. Tức là phía sau cái bức tường của tài nhé. Đối với cái bức tường vào quanh cái trường giữa bụi cây. Có khe khẽ các cái vết chân nhỏ, không hẳn nhỏ, ít nhất là bằng nửa bàn tay này, nhưng mà có nhận ra được đến là vết của loài khuyển canine. Chắc phải khe khẽ con, tại vì nó được đẹp lên rất là nhiều và chồng lên nhau, nhưng mà tất cả đều là kết nối giữa từ hai bức tường với nhau. Đông gọi mọi người sang rồi bắt đầu lần theo cái mấy cái hướng mà mấy cái dấu chân đi đến. Nó dẫn đến chốt cửa thẳng bên ngoài của cái tòa nhà đấy. Là cái tường rào đi ra ngoài hả? Hay là... Đúng rồi. Yeah. Em không nghĩ đây là dấu hiệu tốt ấy nhỉ? Chúng ta giờ muốn tìm này cũng... Mình cứ đi theo nó thôi. Đi theo tường rào ra ngoài. Xong rồi xem còn đi đâu nữa không? Yeah. Mọi người làm theo. Đi ra khỏi làm theo. Khi mọi người đi ra phía bên kia bức tường thì nhận ra là ở đây là một cái hẻm nhỏ lần mòn đi thẳng sâu vào sau. Nó giống như Sài Gòn thì phải có kinh nghiệm là mọi người cứ đi sâu vào mãi không biết là dừng ở đâu, không biết là nó có điểm dừng hay không, tại vì góc khuất của nó thì bị phục, nó cứ bị khuất như vậy. Mọi người cứ đi bám theo cái đường hẻm đấy thôi. Tức là nó có cái dấu chân ở trên cái đấy không, hay là dấu chân đấy một đoạn là biến mất? Nếu mà đến khi còn dấu chân thì vẫn đi. Mọi người không nhìn được dấu chân trên mặt nền bê tông đó, nhưng mà đến là con đường biến cái hẻm đấy dẫn đi. Là cái hẻm là không có đường ngang ngõ dọc nào đúng không, mà chỉ là đi thẳng thôi đúng không? Kiểu nó ngoặt bên này ngoặt bên kia chứ không có thêm đường rẽ. Xô ngã nào thế thì cứ đi theo thôi, xem nó đi về đâu. Đi trong thì và kiểu... sẽ là cẩn thận để ý xung quanh. Để ý xem là có cái vết kiểu những cái vết cào cấu cắn xé hoặc là kiểu những cái dấu hiệu của động vật ấy. Nhưng mà nó sẽ có đường dẫn ra đường lớn không? Khi mà mọi người đi đến một khoảng thì cái hẻm đấy dừng lại và mọi người nhìn thấy một cái nắp cống ngay dưới chân. Sao bây giờ nhìn cái nắp cống này có vẻ là bị nâng lên hạ xuống nhiều không? Chú không bảo trước có xuống cống nhỉ? Đừng nhắc lại với chú về cái đấy. Thế vậy thì chú có muốn xuống cống lại không? Nhìn vào cái đà này thì chắc là phải xuống thôi. Okay. Kiểu con có mang dao không hoặc cái gì tương tự nắc cổ? Có, con vẫn luôn mang theo nắc cổ. Chú nghĩ là sắp phải dùng đấy. Thôi xuống đi. Mà là sao đấy? Lần trước là sao? Mà sao xuống cống mà phải mang dao đấy mọi người? Nói thế nào nhỉ? Nói chung là lần trước lúc mà em còn ở đây thì Bính kiểu có một đợt Bính không liên lạc được, bọn anh lo thì mới xuống một cái cống để đi tìm đường đến nhà Bính. Mặc dù anh cũng khá ngạc nhiên là tại sao không có đường đến thẳng luôn phải đi xuống cống, nhưng mà well, nhà của nó ở chỗ đấy, kiểu thế là ý là nhà của nó đấy. Từ đấy ý là đấy là con đường duy nhất mà bọn anh biết để đến nhà Bính là phải đi qua cống. Thế là cả hội kéo nhau xuống cống và có một vài vị khách to lớn ở dưới đấy. Cuộc gặp gỡ không vui vẻ lắm. Thì em nhìn thấy anh thì là ông leo khèo cái này, lúc đấy còn đi với cả hai con bé cũng không có khả năng chiến đấu nữa, thành ra là bị đập cho ra bã luôn.
Mấy cái con này cháu nhớ chú miêu tả là nó không phải như người thường, cũng không phải như kindred, mà giống như mấy con rối. Và cháu nhớ là trong vụ đấy thì thấy cái hình của bọn Toriado. Đúng rồi, nói chung là nó giống như kiểu là những cái hầu cận của Toriado, cái hội. Con rất tưởng tượng nó như kiểu con người. Chính lại là tùy thuộc vào hơn một kẻ như thế nào, nhưng mà có thể trong cảnh đấy có một người là Nostratus, tộc này chắc chắn thường biết là người đấy, cái xác chết đó có biểu tượng của Toriado trên người, còn những cái con quái vật tấn công hơn nhưng không biết nó là gì cả. Nhưng mà ý là cái, nhưng mà cái xác chết của Nostratus không phải là Hưng nhìn thấy mà là Bính nhìn thấy. Thì mấy con kia hoàn toàn không biết gì. Còn mấy con kia thì Bính không, mấy con kia thì không ký hiệu gì trên người, thì ra thế nên là cô chỉ biết là nó là mấy anh bạn to lớn thôi, thì đấy, tức là không biết thuộc về chỗ nào. Thế là đấy có mấy con kiểu hình người nhưng mà nó không phải người, nó kiểu toàn thịt và nó cau có. Nó khá cau có vậy thôi. Cái... không chuyển qua tùm lum biểu cảm hết và trong đấy thì hầu hết là nó ghê nhiều hơn. Vậy là bây giờ mình lại đi xuống dưới đấy. Alright, mọi người đi thì em đi thôi. Mọi người có sẵn sàng để hoặc đánh hoặc chạy không? Wait a minute. Đông gật đầu, móc trong túi đầu cái khẩu trang đưa cho chú Hưng. Đeo vô đi, mình cũng đeo một cái khẩu trang, lo ngựa sạch. Cái đó thì không biết là cái bọn hai đứa nhỏ kia vào đây có vấn đề gì không? Bọn mình sẽ nghỉ tại đâu một tí nhé, có vẻ bút bị lỗi. Ok. Mình sẽ nghỉ tại đâu đến 10:45 nhé. Ok, trở lại vào 10:45. Bùm chịu rồi, mình đã quay lại. Mọi người đang quyết định đi xuống cái cống đúng không? Đúng rồi. Sau khi mà mình nghĩ lại một tí thì mọi người có muốn đi kiếm ăn trước khi xuống cống không? Không tệ. Có ai đang trên hai anh rồi? Có. Hình như là bé hơn cờ mà thấy máu là phải roll. Oh no. Yep. Vừa mới học ra luật đấy. Các bạn dễ đói đấy. Sao đi kiếm ăn? Xin lỗi, hôm trước em đánh thằng Hoàng và em bế chị ra khỏi mấy con chó. Xin lỗi, quên cái đó đi. Quanh quanh xem có người nào kiểu đi lạc trong hẻm tối không? Mọi người đôn đai đi săn cho sớm nhé. Bính với lại Bính đi săn đúng không? Còn chú Hưng, chú Hưng đứng ủng hết mạch máu rồi. Bây giờ chú Hưng bây giờ là ăn cùng Bính đấy. Bính ăn gì chú Hưng ăn đấy. Violate your humanity. Không, chú Hưng hãy đi săn Bính sẽ em muốn đi săn một mình và có thể là bảo mọi người đợi đâu đấy an toàn tí, Bính về nhà lấy hàng nóng. Đúng. Tại vì nghe chú Hưng kể lần trước thì số cống nên chuẩn bị không phải chuyện đùa. Vậy thì vẫn trước tiên Rondai đi săn nhiều xương nhé. Mình là săn kiểu gì ta? Botwitch đúng không? Oh my god, Grandfire. Do you have problem hunting with human? Vẫn có vấn đề săn với lại máu người không? Theo đúng my story là không biết. Tại vì từ đầu theo plot là có nguồn ở nhà. Vậy thì cứ săn thử như con người. Nhưng mà Sương sẽ để một slain trong humanity của nhân vật mình. This is your first time hunting a human. Thế nếu vậy thì săn kindred. You can do that. Let's see. Let's just go for it. Go. Tôi không nghĩ là trong thành phố mình còn có kindred nào khác hiện tại trong tầm với. Bính sẽ thử tìm ở những cái chỗ hangout của kindred, có thể là gần chỗ của Baron hoặc là gần chỗ của anh Lee. Anh Lee có thể cho mọi người số máu kindred ở đấy được. Bính không muốn nhờ anh Lee. Xong đến đây đúng không? Let's just go for it. Luôn cho xương, mình muốn dùng cái xong kiểu bạo lực hay là thần sen. Tôi phải cái cách approach của mình vào vấn đề này như thế nào? Bính sẽ muốn săn bạo lực. Lăn cho xương bro. Tìm những cái thanh niên nào mà kiểu đang phê thuốc từ chỗ anh Lee ra. Kindred à? Okay, interesting. Lăn cho xương bro cộng với lại wit, bro cộng thêm một die ở kindred. You know, I actually think that is a smart move. There will be thrown kindred there. We'll see. Massive critical.
Không được cười, tôi sẽ buồn. Oh no, oh no, how do we do this? Oh shit. Yes, the critical. You fail terribly. Không không, cái này là success. Wait, is it? It was success, nhưng mà là hơn die. Thế là basically là thành công cực đấy. Oh my mind. Interesting. Mình muốn uống như thế nào? Có thể mô tả, có thể xin không? Tôi làm sao có thể nhìn thấy và một khi rất là dễ khác là hơi say một tí, bước ra khỏi cửa của quán ma, chỗ anh đi. Bính sẽ đi đến là chú mũ, và khi mà vừa đến chỗ người này, người Kindred này, thì khuếch nó phát vào tường, xong rồi giữ đầu nó ghì ở đấy và sẽ cắn vào chỗ vai nó. Interesting. Khi mà mình cắn vào vai của người đấy, mình cảm nhận được răng của mình dài hơn. Rồi vết cắn này nhìn sâu vào cơ thịt nó. Và bản năng của con thú bên trong vẫn đem mời gọi ăn, thưởng thức trọn vẹn hơn vị của Kindred này. Thú kẹt nắm tay, lấy đi kẻ tuổi thọ, sức mạnh, trải nghiệm và kinh nghiệm, cảm báo của con người hay bất cứ gì khác. Nó đừng dừng bảo. Vẫn có uống kẻ máu người này hay không? Cái này là lựa chọn nhân vật đúng không? Đúng rồi. Bính trong cái lúc mà con Beast nó trồi lên, cảm cái thân lấy cái lần uống máu này nó có gì đấy nó đã hơn bình thường. Cậu tiếp tục uống, tiếp tục uống. Có một lúc nào đấy cậu đang tự hỏi mình đã no chưa nhỉ, đủ chưa nhỉ, nhưng mà có một cái gì đấy đang justify trong đầu của mình là đây là việc cần thiết để có thể làm việc cho Anak. Những cái thằng ăn không ngồi rồi thích phê phiếc như này không giúp được gì cho Anak cả. Ta là người là đang trực tiếp đi xây dựng cho cái Anak này, tuần tới còn đi làm bom. Cậu hút. Nhưng rồi có một cái gì đấy từ trong sâu thẳm. Khi mà thấy cái người này, cái người mà cái Kindred mà đang hút, có vẻ là da bắt đầu nó teo vào dần. Mình giật mình rồi. Cũng nghĩ đến hình ảnh mà vừa trong tối nay, nghĩ đến việc là đường chết. Không hiểu sao có cái sự liên hệ này. Nhưng mà có cái gì đấy nó ám ảnh cậu. Đang đi, giờ cố dừng lại. Nó xứng đáng để bị như vậy. Con bé đó xứng đáng, tên này cũng xứng đáng. Không, cậu cố gắng giật ra và trong đầu nghĩ không thể ích kỷ như vậy được. Tất cả những gì mình làm cho Anak dù có là cần thiết vẫn là vì từng người trong Anak. Cậu cố gắng giật ra, đẩy vào cái tường, vào cả cái người Kindred kia để cố gắng dứt bản thân ra. Đúng rồi, mọi người, người cậu sẽ phải đồng hành với chuyện này. Mình có thể nhìn thấy được cái phần cổ ở đây tạch ra một mảng rất là lớn, và máu vẫn đang tuôn ra. Chết tiệt. Nhìn ngó xung quanh một tí, xong rồi nhìn chỗ người này, xé một ít chỗ cái áo, quấn vào cái chỗ vai người này. Có khi là lấy cả cái áo phông luôn, tại vì chỗ vai khá là quấn lại để cho cái chỗ da đấy nó không còn chảy máu quá nhiều nữa. Nhìn xung quanh, nhìn xung quanh tìm một cái chai rượu vừa dở, đang chai nó đổ vào. Về nhìn chung là sơ cứu. Đôi chứa sơ medicine, mới lại rizom. Hiện cho tiện hỏi một tí, tại vì nó sẽ hơi liên quan. Hiện tại còn hunger không? Mình sẽ hết hơn còn xuống còn 1. Ok, tại vì nhiều hunger nó có thể lại ảnh hưởng cái roll. 5. Wow. Chứ đây mình sẽ học được cách băng bó cho bệnh thân mình qua chiến trường. Này cũng rất là thuần thục, đổ rượu vào để sơ cứu vết thương và quấn quanh người này, tìm cách cầm máu lại. Nhưng đây là vết thương của Kindred, là trong người Kindred bám vào da thịt của Kindred, không phải là vết thương người bình thường có thể khép miệng lọc đi. Ít nhất cho đến bây giờ máu sẽ bớt chảy ra. Tình hình người này là bớt chảy máu nhưng mà vẫn trong tình trạng nguy kịch thiếu máu đúng không? Bính sống chưa đủ đâu để có thực sự biết được là người này sẽ như thế này. Bính thế vậy thì Bính sẽ dùng logic người thường. Bính nghĩ là người này thiếu máu và lại cắt tay mình để đổ máu ta uống. Để cho họ uống máu lại. Interesting. Ok. Người này nắm chặt lấy tay của Bính, bọc răng vào trong, bính bắt đầu sẽ uống rồi. Bính sẽ biết là cái việc này có thể lại gây ra giằng co, nên là sẽ chuẩn bị sẵn tư thế để giật ra nếu cần thiết. Cái này cảm thấy được cảm giác bị cắn lần đầu tiên là như thế này. Rau của mình bấu sâu vào thịt Bính và máu bắt đầu tuôn ra. Mình không biết được đấy có phải là cảm giác thoải mái hay không. Nó lâng lâng hơn bất cứ một loại thuốc gì trước đây mà Bính đừng tưởng về. Đây là thoái trạng xem vẫn với đau đớn. Đến khoảng bao lâu thì Bính dừng lại. Khi nào mà trông cái phần, nói chung là nhìn cái phía vẻ bên ngoài người đấy, da nó kiểu không bị móp vào nữa, cảm giác là không thiếu nước nữa.
đứng giữa tay ràng vẫn nhìn thấy được đến một thời điểm người đấy trông ổn hơn một chút, người đấy vẫn tiếp tục uống và vẫn giữa tay ra. Vẫn muốn làm gì tiếp theo? Thấy người đấy có vẻ ổn hơn một chút, không chắc hoàn toàn là sẽ ổn hay không. Cậu sẽ nhìn ra cái hướng, kiểu đây là bên một cái ngõ, thì cậu sẽ nhìn ra phố lớn xem có người đi lại không. Người Kindred từ cái quán của anh Ly đi lại không. Cậu sẽ gây ra một tiếng động lớn kiểu như đá lọ chai đổ cái thùng rác thì đấy. Để có người đến nhưng mà để rồi mình chạy luôn. Bính muốn có người có thể xem là cái tên kia như thế nào. Việc này rất là dễ dàng với Bính. Quan hẻm này chắc có rất nhiều thùng bia thứ được xếp trong ngoài đó, chỉ cần mình đếm một cái. Tức có một số người ở đây bảo vệ bouncer của cái quán đấy bắt đầu đi về hướng này. Mình chạy đi treo tường qua một cái nhà ở trong ngoài ngõ. Hiện tại giờ vẫn sẽ quay trở về để lấy vũ khí thôi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có cả bọn hưng chờ muốn săn bằng cách nào? Đến bệnh viện nơi cái bạn cái chị gì đấy nhà lại quên rồi. Bé. Quê chị, cái chị Mark Kivien đấy. Chị bé. Nơi chị bé làm việc xong rồi kiểu wow, hỏi chị bé xem là kiểu hoặc là có dư bịch máu nào không, hoặc là có ai mới mất không. Anh biết là tôi không thể cho ăn đến uống miễn phí ở đây được. Về việc uống một người chết, đi uống một người chết có vẻ không thật sự lắm với họ. Tôi không biết nữa. Dù ra là họ đã chết rồi, họ cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ chúng ta đang có sẽ tạo thành một mối quan hệ phụ thuộc không hẳn mận. Thôi mà. Nếu như ngày nào anh cũng đến đây để uống người chết của bệnh viện thì nó sẽ làm mặt hơn nếu như có tiền. Ý là cái này bệnh viện không có mất gì đâu đúng không? Kiểu bệnh nào thì người chết thì họ vẫn chỉ ở đấy thôi. Lộn xộn gì đó vậy, tôi lại phải chịu trách nhiệm vấn đề này. Nó xưa không công bằng với tôi. Đêm hôm này ai xuống phòng ở dưới đấy làm gì đâu đúng không? Ai xuống đấy làm gì? Để anh nghèo rồi đúng không? Đúng vậy, tôi nghèo rồi. Cô không cần phải nói thẳng là như thế. Tôi nghe nói là quán này anh có thể đầu tư vào tiền gì đó đó trên mạng, anh sẽ trở thành tỷ phú, rồi anh có thể quay lại mua thêm máu. Thôi coi như cho tôi khất đi, đến lúc nào tôi thành tỷ phú tôi trả. Móc tay với tôi. Rồi, ok, móc tay. Chỉ một lần này thôi, anh có thể vô trong đó và uống máu. Nhưng mà lần sau anh phải là tỷ phú và trả tôi số lượng trước. Ok. Chị bé, chị cho Hưng con đường này đi xuống nhà xác. Nếu Hưng có thể tìm được một số xác chết, có hai xác chết mới chết gần đây. Ok, Hưng sẽ uống máu cho nó. Nó không còn, chất lượng nó còn tệ hơn so với máu trong vật nữa. Không sao, nhưng mà nó no, thế được rồi. Ngon thì đi ăn đồ ăn. Chỉ cần một cái xác để Hưng có thể uống cạn số một hơn được. Yes. Đi được. Okay. Trở đi chút nữa. Và bây giờ mọi người quay lại về chỗ cũ. Yeah. Có ai đã lấy thêm đồ đạc gì hay không? Có thể nói cho Sương biết là mọi người đang đem theo gì không? Hiện tại thì Bính sẽ lấy thêm hai khẩu súng vật, tại vì súng sườn thì đi xe taxi hơi khó giấu. Sẽ thêm, hiện tại tổng cộng sẽ là hai súng lục, hai dao, một cái tay gấu đập. Đấy là Bính. Chúng thì sẽ chỉ có một vài cái kim với cả một con dao ngắn thôi. Nào không có tác dụng gì vậy? Đông thì chắc còn lại đồ hôm trước mà mấy người vệ sĩ đưa là một cái súng lục, một cái súng điện với lại một cái dao. Mọi người gặp nhau ở cuối hẻm đấy, trước cái cửa miệng cống. Mọi người sẵn sàng chưa? Ok. Mình sẽ lật cái nắp cống này lên, nhìn xuống dưới trước. Nếu mà không thấy gì quá đặc biệt thì sẽ xuống. Có một thứ đặc biệt, thương hiệu của cống bật lên ngay lập tức khi mà nắp lên, nên là mùi của nó, mùi thối rữa, mùi của phân rãi trào lên đập vào mũi của mọi người. Tôi có thể thấy được ánh đèn bập mờ ở phía dưới, và có vẻ không vật gì đó, không có sinh vật gì phải đánh sợ. Sương vừa nói cái hình thương hiệu của cái nắp cống hay cái gì à? Còn lấy thiện không nghe này? Như vật này, mùi hương là thương hiệu đặc trưng của cống. Yes. Okay. Cái đấy thì đặc biệt thật nhưng không phải đặc biệt trong một cái cống. Vẫn lại xuống.
làm mặt cái nhìn về chú Hưng với chị Đồng xuống. Đồng đeo vô tầm thêm hai cái khẩu trang nữa rồi cũng leo xuống. Bạn có thể nghe được là cô ấy vừa leo vừa kiểu than vãn cái gì đấy mà bạn không nghe được, tại vì khẩu trang dày quá, bạn chỉ nghe được kiểu Hưng. Có phải là đã quen với lần trước cũng thế này rồi, thế nên là thôi không vấn đề gì cả. Nhưng mà mọi người xuống đến có ai mang theo đèn pin không? Chúng ta không có Dark Vision à? Boss. Chúng ta không ai được biết. Dark Vision tiếp trong dim light thôi. Cái này đắt nẻ rồi. Cái kia là dim light thôi, cái này đắt nẻ rồi, không sai đâu. Chú Hưng có mang đèn đâu? Điện thoại là bật đèn pin điện thoại. Bật đèn pin điện thoại. Ok. Tại sao tiện vẫn thấy? Mọi người xuống đến cống rồi. Có một vài khe với cống thì sẽ có một cái đèn ở bên nói chung là đèn khá là mập mờ chắn ở bên tường. Hai đầu cống dẫn dài. Mọi người muốn làm gì? Sẽ phải lại tìm. Chúng ta lại tìm theo dấu vết của những đứa hai đứa trẻ và sẽ tìm dấu vết của bọn thú hai con chó. Xem dưới cống thì có thể là bùn lầy, có thể có dấu chân dễ thấy. Mọi người nói đúng. Khi mọi người nhìn xuống, vết chân của loài động vật trở nên rõ ràng và phân biệt dễ hơn trên mặt bùn bẩn đấy. Còn có thể thấy được và không hẳn tối quá thấy không được, nên dư được đó là sẽ có thể thấy lông nếu mọi người cúi đầu xuống mình nhìn, nhưng mà trong trời tối như vậy để thấy lông được không dễ. Đi theo cái hướng mà dấu chân đi vậy. Đến một thời điểm mọi người nhận ra rằng là ở một phần của cái cống có một cánh cửa sắt chặn lại và được khóa vào một ổ khóa bên hông. Ổ khóa có hơi cũ bị xét đi. Nhìn bên kia cái cửa sắt có sinh vật nào không? Mọi người không thấy cái gì di chuyển, nhưng mà có một số đồ đạc giống như là bóng của cái bàn ghế hay là đó. Bóng nghĩa là có đèn, có ánh sáng từ hướng khác. Vẫn là ánh sáng đèn giống như mọi người đã nhìn thấy. Okay. Có nghĩa là từ ánh sáng bọn mình thấy lấp ló có cái bàn ghế. Okay. Tôi nghĩ chỗ sẽ có vẻ đây là chỗ có người sống mà không thấy có ai ở đây. Thử giật cái khóa này để đi vào. Bấn dùng tay của mình cái ổ khóa của loại người không có sức chống lại, lập tức vỡ vung ra rớt xuống đất. Dường như người nào lắp ổ khóa đây không nghĩ rằng là có thứ gì có thể đập vỡ nó được. Ngỡ ràng thì nó không phải là gì so với một mai cạch hồng cái. Để khi mọi người đi qua, mọi người sẽ đi qua cái cửa đó. Càng đi đến gần, mọi người có thể nhìn thấy được phía dưới chân mình có vết lông thú rải rác. Nếu ai đã nuôi chó sẽ nhận ra giống như là mùa đục lông của chó vậy, phủ dưới đất. Nhưng mà lông thú này còn bị dính thêm một lớp máu giống như bị xé ra và băng xuống đất vậy. Và nó cứ dẫn dài tiếp tục về hướng trước. Và khi mọi người bước càng gần đến những cái đồ đạc đó, một khung cảnh kinh dị vật ra trước mặt mọi người. Đây là những bàn ghế hoặc những đồ vật có hình bàn ghế làm từ xương người. Lớp da phủ phía trên có thể rõ được vân máu, mặt cơ, thậm chí mỡ giống như của một cơ thể người vặt ra bọc lên vậy. Và lát đát ở đấy không chỉ một cái ghế, một cái bàn này còn có vài vật khác kéo dài nằm trên các hành lang đó đến về phía trước. Mọi người đếm và ít nhất được đến 56 vật khác nhau là giống như đồ cụ nội thất nhưng được làm ra từ cái chất liệu này. Thế là nguyên tắc trong xung quanh là không có dấu hiệu nào của chuyển động gì đúng không? Chỉ có là tất cả là đồ vật hết đúng không? Không có tiếng động hay không có gì. Mọi người có thể thấy có vài con chuột chạy qua chạy lại chỗ này, dường như nó là những sinh vật vô tri không hiểu được cái khung cảnh mà nó đang chạy qua là gì. Ok. Bây giờ cái mùi ghê của cống nó không bằng cái cảm giác mà đông nó muốn ói, cho nên là nó văng cái khẩu trang đi đâu đó và nó chui một góc nó ói rồi. Thì thấy đông đang ói trong góc. Dạ, vỗ vỗ vai đó. Nếu chị cần ra ngoài thì đứng ngoài. Ra ngoài tôi cũng không biết là ra ngoài còn có gặp được cái gì khác nữa không nữa. Ở đây đi cho chắc. Cái con em làm cái chủ nhân này gớm chết đi được. Chắc chắn không phải là con người bình thường rồi. Ra có bao nhiêu người đây là hai cái đứa trẻ mình tìm ấy hả? Chú không hy vọng điều đấy. Thật sự chúng nó đến mức này thì giống như kiểu là hết cứu rồi ấy. Bất cứ cái gì làm được những thứ này thì mình không nên ở đây quá lâu để đợi nó về. Có khi mình tiếp theo đấy, mình đi lên trên đi nhỉ. Ok, chú đồng ý. Bính sẽ cố gắng nhìn xung quanh ngoài. Tất nhiên cái những thứ kia rất chiếm
sự chú ý mà còn ngó em giơ điện thoại quay quay cái flash xem có nhìn được thấy có cái gì khác không. Có thể trước đây vẫn đã từng vào mê cung kia, bạn vẫn biết rằng là phía trên giữa của cống thường sẽ có một biểu tượng được đánh dấu ở giữa đó. Nơi này cũng có một biểu tượng, tuy nhiên dường như viên đá khắc biểu tượng đấy bị ai đấy đập vỡ và nó nứt đi, khiến cho biểu tượng không còn đọc được rõ nữa. Những cái biểu tượng này thường để dùng là chỉ cái cống này là chỗ nào trong thành phố đúng không? Hay là kiểu gì? Hay là kiểu cái nhà người thi công cái cống? Hay là nào? Đúng, có thể cảm thấy được là đây giống như là biểu tượng được người ta khắc lên và nó không giống như một cái ký hiệu gì mà vẫn có thể tạo ra ý nghĩa được. Mình sẽ chỉ cho mọi người thấy cái đấy. Cháu cũng chưa hiểu nó bị ý nghĩa là gì. Với cái kiến thức của Hưng thì có thể nhìn ra được không? Roll thử cho Sương Occult, đó là Intelligence nhé. Ok, Occult, từ từ, Roll đâu anh ơi, trang nhiều trang quá, Intel đây, đây chưa. Ba success. Wow, bad success. Trong ký ức mang máng của Hưng có thể nhớ được là thời gian ở Cambridge, tộc Trevor của mình là một trong những nơi mang tiếng rất là sâu sắc về học thức và nghiên cứu nhiều tài liệu cổ học. Có thể nghĩ rằng đây có thể là một trong những ngôn ngữ cổ xưa trong một cuốn sách nào đó. Ok, vì Hưng cũng không quá rõ về ý nghĩa của những cái ngôn ngữ này, thế nên là sẽ chụp lại hết, xong rồi có lẽ là sẽ đem về hỏi mấy bà chị xem là mấy bà có biết không. Và chụp lại cả cái con cải kia đó, mặc dù nó hơi kinh khủng nhưng mà thôi cứ chụp lại hết đi cho chắc. Đó là những lần ăn kỳ lại để chụp vào trong điện thoại, mình không để chụp lại. Chỉ cũng có ai xem album điện thoại của mình đâu đúng không? Hãy mong là vậy. Có share iCloud với vợ. Oh. Oops. Mọi người muốn làm gì tiếp theo? Chúng mình sẽ rời khỏi đấy nhỉ? Cháu nghĩ là mình nên rời khỏi đây. Đi. Mọi người đi vòng ngược lại hướng nó vô, sẽ đi lên trên cống và rời khỏi nơi này. Hỏi lại Sương, cái chỗ kia là không còn đi vào sâu hơn đúng không? Đấy là một cái phòng và hết. Mọi người có thể đi vô sâu được. Nó vẫn là một con đường nối sâu vào trong. Thì Sương nói tưởng đấy là cái phòng và nó hết. Mình chui vào sâu hơn không? Nhưng mà có chắc là mình không thành ba cái bàn này không? Ba đứa là đủ hai cái ghế với một cái bàn đấy. Mình có đường dây mà. Chú biết dùng cái này không? Không có dùng. Cầm lên bóp con thì được. Chú không biết à? Chắc chú cũng xem phim rồi. Không chỉ vào bọn mình là được. Okay. Nhiều khi tiếng động dọa là cũng có những thứ sợ rồi. Chị Đông có gì phòng thân chưa? Đông giơ cái súng mình đem theo lên. Ok, đi thôi. Đi. Đi. Mọi người muốn đi vô trọng. Đi. Đến okay. Cố gắng okay. Ta lắng nghe tất cả động tĩnh. Khi mà mọi người đi rồi, đi theo mọi người sẽ thấy đường hầm này và đường thẳng. Có một đường thẳng mọi người vẫn tiếp tục đi và một rẽ rẽ. Rẽ rẽ này có vệt máu và lông thú bám theo chạy vào trong đấy. Còn đường thẳng dài, mọi người nghe thấy có tiếng bước chân, không hẳn là bước chân đều đặn mà nó giống như một chuỗi lộn xộn, nó cặt cặt đặt 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 cặt gõ ở trên bậc cống, rất là một thứ gì đấy có cân nặng. Chuyện còn kịp không mọi người? Phía bên một ngã rẽ là lông thú và máu, phía còn lại là có tiếng là chặn tận cặt, có tiếng chặn cặt, một cái gì đó có vật nặng, cái gì có sức nặng đang đi trên cái đấy. Mình còn lối thứ ba không? Bạn quên lối thứ ba không? Đúng rồi, bạn sắp lưng mọi người. Sẽ... nếu mà cái tiếng lạch cạch đấy có vẻ nó đang đến gần không, có to hơn không? Nó càng ngày càng to hơn hay nó càng ngày càng nhỏ đi? Mọi người không thấy có vẻ như đang di chuyển về hướng không xe hơn nhưng cũng không cẩn thận. Đi phòng tròn mà tiếng như thế này phải là một sinh vật nhiều chân. Nhiều cứ thế này anh, mình cũng không biết được thêm cái gì và mình cũng có thể đặt mình vào nguy hiểm. Không đồng ý. Tôi ra đằng sau. Tôi ra đằng sau. Lấy ra đằng sau. Ok, để mình đi ra.
Trước khi mọi người rời ra, mẹ cũng có thể thấy được ở phía trên cái căn cầu của nghĩa sang bên tay phải có một cái biểu tượng ở trên đó. Cái biểu tượng này cũng bị phá vỡ rồi. Sao cái biểu tượng đã vỡ thôi? Cháu thì không thể không biết mấy trò trò ma trò phép của Trường Mia, nhưng mà đây có phải cái gì đấy kiểu để bảo vệ khỏi cái gì xấu xa không? Tại bộ nó phá. Hưng sẽ sử dụng cái xin rồi ăn xin để xem cho xung quanh có mấy cái kiểu pháp trận này cái gì đấy tương tự không, kiểu what or rules gì đấy. Okay. Không biết có hy vọng là không có. Xin sẽ cho luôn kết quả lại. Cứ cảm giác như được là xin xung quanh ở đây không có cái gì tàn hình cả, nhưng mà có một cái nguồn năng lượng gì đấy nằm trên cái biểu tượng bị phá vỡ đó. Nó giống như kiểu là một cái gì để giam, cái con gì để trong ấy. Cái biểu tượng lúc mà chưa bị phá vỡ thì có cái công dụng gì đấy đúng không? Bị phá rồi thì... phá rồi thì nó không còn công dụng nữa. Mình hỏi Xương, hỏi cái nhóm chat trên điện thoại nó có hoạt động giống như Discord không? Mày biết có thể ý tưởng gì đây? đồng lấy cái điện thoại của mình vào cái call, bật camera lên, giấu vô trong một góc của cái căn phòng, kiểu nó vẫn bao thấy được hết, cái camera vẫn soi được hết, nhưng mà nó được giấu kín ấy. Thì đương nhiên là cái call con nhóm đó nó vẫn sẽ luôn quay như vậy, nó vẫn sẽ luôn stream như vậy, vẫn sẽ luôn trực tiếp mọi thứ trong căn phòng, nhưng mà mình đi ra rồi thì mình vẫn thấy được cái hình ảnh trong đấy thôi. Yes, chị you can chắc, do that. Chị có chắc là muốn để cái điện thoại cá nhân của mình ở đây không? Cái điện thoại của bà đâu có gì trong đâu mà sợ. Đồng phi hết mọi thứ trong điện thoại rồi. Nếu như mà mình bị thấy thì mình chỉ cần kích bà ra khỏi nhóm thôi. Nó sẽ không lưu lại thông tin gì hết trong cái nhóm đi mà. Okay. Một ngày, một tuần chị thay điện thoại bao nhiêu lần vậy? Rất là giỏi. Nhiều. Đây là cả dầu đấy. Chị dầu. Chị dầu đất thật. Mình thả đặt cái iPhone 14 xuống. Ok, vậy mình sẽ cố gắng giấu cho nó không bị lộ ra, nhưng mà vẫn có thể quay được. Đồng cảm thấy hơi yêu, nhưng mà vẫn lấy cái dao rạch rạch cái đống ra, cười ra rồi nhét cái điện thoại vô chồng. Mình quay cố gắng hướng vào phía giữa thôi. Đúng rồi. Nhìn được ánh sáng. Ok, xin để nốt vào đường này. Thôi cứ vội mình đi thôi, đấy. Ok, mọi người trở lại đường ra ở đây phía trên đúng không? Hiện tại mọi người đều có thể thấy được là trong group chat của mọi người đang có một cuộc gọi livestream trực tiếp đến từ chị đâu. Chúng ta sẽ dừng session ở đây nhé. Ok. Tưởng mình sẽ thấy gì đây? Mọi người thấy Should we finish that part? Or like, No. Okay, yeah, that's time. It's okay. Okay. It's fine. Okay. Oh, I like your idea. This is really smart. Bạn thấy Đồng rút ra cái con iPhone 7 của bắp xài lại. Bữa này mình đi gặp xong gặp bạn nào cũng kiểu hai ba cái điện thoại cầm trên tay bộ lại cái này để nhắn. Tưởng thế kỷ 23, thế kỷ này ai cũng thế, năm 2023 ai cũng ba bốn cái điện thoại. Mọi người không bình thường hóa như điều đấy hả? Không, mọi người là gì vậy? Người nghèo hả? Mọi người là gì vậy? Người nghèo à? Đúng rồi. Cháu yeah. Trường hợp ba chú cảnh sát có xem stream live stream này thì ba chú không biết con là ai đâu. Uber nó có mấy cái điện thoại. No. Trong trường hợp ba chú có xem được live stream này thì con đã không còn học ở cái trường đấy nữa rồi, cho nên con không còn cơ hội gặp lại chú ở cái đường đấy đó. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đánh cả rồi. Nhưng mà nếu mà chú có lỡ bắt con thì con vẫn học đại học kiến trúc. Ok. Anh có muốn qua phần trao XP không Sương? Bắt đầu tôi nghĩ trong cái session này mình đã thử việc nhập vai, hiện thấy cũng được 90% là trong nhân vật. Đối với Thiện, mọi người cũng có thể cho tự cảm nghĩ bản thân. Đối với Thiện thì cảm thấy là cái game nó cũng có gì đấy hơi khác, nó là kiểu một cái mạch truyện xuyên suốt hơn một tí. Tất nhiên là vẫn có những cái đoạn mà mình có thể đùa với nhau, cảm thấy là nhập tân nhân vật hơn một tí.
thể là đi sâu vào trong cái tâm lý của nhân vật hơn, chứ không kiểu là lúc nào mình cảm thấy uncomfortable quá thì mình ra một câu đùa. Và Thiện cũng rất thích là trong buổi hôm nay, cái đoạn đầu là cả ba bọn mình đã cùng roleplay sau khi mà nhân vật Bạch Đường đã bị chết, và bọn mình là có từng người là xem là người khác có ổn không. Thiện cảm thấy không kiểu có một cái điểm nào nó là highlight, mà cả cái episode này Thiện cảm thấy là cái mạch truyện và cái sự tương tác của bọn mình nó cuốn hơn. Indeed. Mọi người cũng có thể cho ý kiến, nếu mà khác thì có thể nói. Đúng như thế, ST ăn cơm ngon quá mà. Chân thật. Thực ra em thì em thấy cái ý tưởng mà chung mình cố ý nhất, tức là hạn chế nhất cái mà ok tới thì cũng khá là hay. Vừa đúng như chị nói là nó làm cho mình cái mạch chuyện nó xuyên suốt hơn, và nó không bị kiểu ngắt quãng kiểu cái cảnh trong đầu mình nó chạy gọi là mượt hơn nha, thay vì là cắt. Tuy nhiên thì nó cũng em thấy em cảm giác là nó không phải là điểm xấu, nhưng mà tức là kiểu bởi vì nó là theo cái hướng đấy, thế nên là nó sẽ ít có những cái point kiểu gọi là specific. Nó sẽ là bởi vì mình đi theo một cái mạch nhiều hơn là từng cái hành tập trung vào từng cái xử lý một, thế nên là thành ra là nó sẽ ít có những cái highlight hơn. Cũng không phải là điểm xấu, đó là kiểu cái cách chơi của hai cái nó khác nhau thôi, kiểu vậy. Thì nghĩ là thay vì nó cái biểu đồ là sự enjoyment nó như thế này, đúng không? Thiện thấy cái đều đấy là nó positive, là đều là enjoy. Yeah. Không, mà dù thế thì thực ra là em nghĩ là kiểu vẫn sẽ có những cái mà em có thể cho XP cho mọi người. Về phần của Bính thì em rất thích cái cách mà lúc mà Bính kiểu hỏi giai đoạn đầu, khi mà Bính hỏi ngược lại về những cái như kiểu là Bloodborne thì cảm thấy như thế nào, một người bị phản bội thì cảm thấy rất là sao. Tức là nó khiến cho cái cuộc nói chuyện này nó không chỉ đơn giản là tất cả ngồi depressed với nhau, mà là kiểu các nhân vật có thể được đưa ra cái ý kiến của mình một cách tự nhiên. Em thấy cái đấy khá là hay. Còn về Corvus thì tức là Đông xử lý cái nhân vật Đông nó cũng rất là khéo, trong cái chuyện là Đông là người có vẻ là sẽ ít bị ảnh hưởng nhất bởi cái sự ra đi của Bạch Đường. Tức là hai người kia thì có vẻ là suffer khá nặng, còn Đông thì kiểu ok. Nhưng mà Đông vẫn thể hiện ra được rằng là mình phần của Quartery và mình quan tâm đến những người này, kể cả là mình có không gọi là quá suffer về cái sự ra đi của Bạch Đường, thì nhìn thấy bạn mình như thế thì mình cũng có một phần nó cũng trùng xuống. Thì em thấy cái đấy cũng là một cái rất là hay. Vậy thôi, còn cũng rất là cảm ơn Dương lại một lần nữa nhét tất cả mọi người xuống cống. Ok. Again. Bố thì bố cảm giác như kiểu là Sương đã cài cắm những cái chi tiết, mà kiểu tức là trong suốt cái buổi này thì các cái chi tiết như là kiểu câu chuyện về vợ của Hưng hay là về cái vụ đánh bom thì nó có thể là những cái mà mình có thể sử dụng trong các cái section sắp tới, thì đó cũng là một điểm mà bố thích, là kiểu nó một cái prepare thôi, không hoàn toàn là mình sẽ dùng ngay, nhưng mà kiểu tự nhiên một ngày đẹp trời mình sẽ đập nó lại vậy. Thì cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. Từ 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 sao hôm nay ít người quá, có bao kiểu hôm nay ít người vậy, có ba người thôi, thế thôi rồi. Nó không thể sử dụng miếng quốc phủ được rồi. I mean, gọi điều vào giúp, gọi điều vào giúp. Gọi điều vào giúp. Thì đầu tiên thì thiệt sự là em thấy là em enjoy cái session này, bởi vì cái kiểu roleplay nó khiến cho mình kiểu dễ nhập tâm hơn, với lại em dễ xử lý cái tình huống của em. Đừng để hú cho hú cho là cái gì à, hú cho của Bạch Đường. Hú cho của Bạch Đường như cái gì nữa. Rồi nói đi được. Rồi cái này có vấn đề quên đi. Rồi em enjoy cái session này bởi vì em dễ kiểu xử lý cái tình huống đó theo nhân vật của mình hơn, và kiểu nó có một vài cái mâu thuẫn xảy ra, nó khiến cho em cảm thấy rất là thích là cái mâu thuẫn khi mà mình quyết định là mình có tham gia vào cái vụ đó hay không, hay là nó có rất là nhiều vấn đề kiểu về gia đình hay về cái gì đó, và nó khiến kiểu mình phải suy nghĩ ấy. Nó nói lên một cái rõ là nhân vật kiểu một vài kiểu không phải là luôn luôn đặt cái Kotori của mình lên hàng đầu, mà nó còn rất là nhiều vấn đề khác, một vài người không phải chỉ ở đây bởi vì là phải chia
chiến đấu gì đấy. Một vài người ở đây chỉ đơn giản là vì là họ muốn có một cái cuộc sống mà nó đỡ sóng gió hơn, nó bình yên hơn thôi. Thì hơn nữa thì chúng ta cũng phải cảm ơn ST của chúng ta. Trong quá trình vừa chơi và vừa xem livestream thì tôi đã bắt gặp được rất là nhiều cái biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt bạn mà tôi đã biết trước được cái câu chuyện nó sẽ đi tới đâu. Sau khi tôi chọn lựa chọn đó và khuôn mặt bạn đã in hẳn trên cái YouTube đấy, tôi rất sợ nhưng mà thật lòng cũng rất cảm ơn bạn vì đã cài cắm những cái chi tiết mà khiến chúng tôi chọn xong và sốc vợ như thế này, khiến chúng tôi enjoy cái session này. Thiện cảm ơn mọi người phải... đã cùng chơi. Thiện đã phải cố gắng không nhìn mặt Sương để không bị spoil. Kiểu... không dẫn. Hồi nãy kiểu chào, đi xuống cống hả mặt Sương kiểu... không thôi tôi hỏi lại mày mà. Đi mày đi thường lúc đấy kiểu vì lần yeah, kiểu nhất là cái đoạn mà lúc mà kiểu mà anh Thiện bảo là kiểu ở sâu bên trong còn đường nữa à, mình quay lại ấy, xong rồi Sương kiểu mọi người muốn quay lại hả? Yeah, chúng tôi muốn quay lại đi sâu vào trong nữa thay vì là lúc đầu là mình đi lên rồi ấy. Ồ, cái giấc mình đi lên á, mặt Sương rất là buồn, kiểu mọi người không đi vào đây à, xong mình nhiều cái hơn nữa chúng ta phải cảm ơn một người đã không ở đây hỗ trợ này, cảm ơn mọi người đã thấu chị hơn thương. Yêu thương mà yêu thương tôi mất hộp quẹt rồi chứ không tôi cũng đốt cho bạn nắng nhang. Mỗi lần đốt vàng cần cho sự xúc sắc nhé để không bị sợ. Có nhang, có y nhang hay không thì cắm nhang điện tử. Tôi đây tự hỏi là nếu mà bữa sau mà tự nhiên session sau thấy mặt đường xuất hiện ngang cái camera đó thì tôi có sợ hay không? Tự nhiên mở cam đã thấy mặt bạch đường đó chồng. Thấy nếu mà thấy mặt bạch đường thì mình sẽ là tao biết ngay mà. Tao biết ngay mà mày còn sống. Ừ, đúng. Tao biết ngay mày còn sống mà. Kiểu như kiểu mày không thể chết dễ được ấy. Kiểu không phải thăm dầu mùi nhang để cúng bạch đường. Kiểu tùy tí nào hết trơn. And I like it. Sương comment nữa. Đó. Chúng tôi rất là cái đẹp cô vẫn nói là mọi người nói ra cái suy nghĩ khác nhau về vấn đề ấy. Mà chắc để Sương có một cái confession này. Sương quên mất là thật ra khó, bình thường mấy game khác rất là khó để contact NPC khác á. Nó giống như là cái privilege mà mọi người có trong tay, mọi người không dám dùng vậy. Tại vì contact NPC rất là khó. Rồi dò được người ta là cái khó, nghĩ được người ta đến với mình là cái khó nữa. Thế nên Sương nhận được là Sương để NPC nói hơi nhiều. Và cái tập này Sương reserve lại để NPC nói ít đi á. Sương rất là mừng là Sương làm cái định này, Sương được nhìn thấy giống như mọi người nói là trong cái khoảng thời gian mà ít tin như vậy đúng không? Để các nhân vật là những người được nói nhiều nhất về họ nghĩ như thế nào về chuyện đấy, họ phải thảo luận với nhau, họ phải đưa ra quyết định mà. Đối với họ nhất rồi, tôi rất là thích sự hôm nay vì được nghe về cái góc nhìn các nhân vật khác nhau về cái vấn đề này như thế nào, họ nghĩ như sao. Cái mọi người có những câu mà tôi rất là thích, tôi sẽ phải lưu lại, tôi sẽ phải cắt video, tôi làm TikTok, tôi làm đây cho nó thoải mái trong session hôm nay để đã lưu lại. Ví dụ như khi mà bố nói rằng là mẹ không thể làm không thể là làm trở thành con cờ trong cái mẹ cờ này được. Yes, fuck yes. Oh, I like that idea so much. Yep. Also, như đã nói trước đấy, Sương rất là thích cái đèn mà lúc đầu nghĩ là ý tưởng là cái điện thoại vào. Nó là cái gì đấy rất là sáng tạo. I like it a lot. Trong đợt về chứ tự nhiên thấy trong nhà đông có một đống camera mini. Bạn có thể thăm dò bất kỳ đâu. Chỉ tài trợ. Cái đấy là công nhận là sáng tạo. Cái đấy là Covers đã thoát được ra khỏi mindset điên đi về thời hiện đại. Yeah, cố gắng để giữ mặt kiểu giống như là chú Jason Cole là kiểu tỉnh khủng lộ ra cái không spoiler thế nhưng mà sức không làm được. Tại vì thật sự là người nghe mọi người rất là exciting, kiểu intriguing với một phần tôi cũng biết cả thứ nữa, thế nên kiểu it makes me feel exciting and I can't control my facial expression. Cái ý này là mấy cái bữa mà Sương ăn cơm hay cái gì đó là cái biểu cảm Sương, khuôn mặt Sương nó không có đổi, mình có thể làm như vậy. Oh, I see. Cảm ơn kiểu, gửi che nhau luôn. Mọi người chơi bất cứ lúc nào ở người chơi đâu vào cảnh nào mà nó dễ exciting thì ăn cơm.
Thiện có một cái comment thì về cái mạch chơi của hôm nay đến cái đoạn mà discussion sau thì có thể là cái cách mà Sương reserve lại không để rõ là NPC có thông tin gì thì là đúng ý đồ và có thể là giữ đưa thời gian nhân vật nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mà Thiện vẫn có một cái cảm giác gì đấy là cảm thấy đoạn đấy mông lung, không biết là bây giờ phải đi đâu, phải làm cái gì. Kiểu là về mặt là người chơi nhá, là người chơi Thiện sẽ cố gắng, à thế mình đi hướng này đi, xong rồi thấy ô cụt rồi, à thế mình đi hướng này đi, ô cụt rồi. Thì lúc đấy nếu mà Thiện mà dẫn đi đi thì Thiện sẽ chỉ luôn cho mọi người một cách nào đấy, à, đây là hướng, chứ không phải đợi mọi người không phải hướng này, không phải hướng này, không phải hướng này, không phải hướng này, à thôi được rồi thì hướng này vậy. Thiện sẽ gần như là đó. cái kiểu cái chỉ này không phải, không nhất thiết là NPC đưa hết thông tin mà chỉ là bây giờ thì làm cái đó vậy thôi. Thiện cũng có cái cảm giác là nó hơi kiểu ủa bây giờ làm cái gì. Thực ra là có lẽ vấn đề của game mình là bởi vì một lúc nó có quá nhiều cái nhiệm vụ khác nhau ấy, kiểu vừa chuẩn bị đánh bom này, vừa đi tìm thằng cháu ngỗ nghịch này, vừa lại còn Baron phản bội này, tức là tự nhiên một lúc nó sẽ có nhiều nhánh khác nhau để mình, mà bây giờ mình phải suy nghĩ xem là mình đi hướng nào, và tự nhiên mình bắt đầu cảm giác là ấy ha, về làm việc nào trước ta, kiểu đấy đấy, kiểu thế, là nó thành ra là hơi mông lung như thế. Đúng rồi, Sương, một cái thứ nhất tôi nghĩ Tấn Thiện nó đúng là nó hơi ấy, bởi vì hôm nay thật ra không có soạn cái gì trong session hôm nay á, tại Sương chỉ để một list sự kiện có thể xảy ra tùy hưởng động sự là gì nó trích cái đấy. Thứ hai là cho nên đúng là sẽ có cảm giác hôm nay nó hơi kiểu không có direction đồ, và direction thì là do mọi người quyết định khá là nhiều á. Cái thứ hai là yes, đây là cái cảm giác mà sự cảm thấy trước đây khi chơi vào The Masquerade. Sự không biết phải là cảm giác có quá nhiều, tôi không biết phải làm sao với cuộc sống của tôi bởi vì nó nhiều thứ không có trong control của mình quá. So I think, I don't know, is it experience for The Masquerade or hay là sự chỉ là repeat cái experience đã có thôi. Thì sự mong là nó không quá khó chịu với mọi người. Đấy là Thiện suy nghĩ ở Thiện rồi, thì mọi người khác thấy thế nào? Nghĩa là đúng là một vài lúc nó kiểu nó hơi mông lung, thì kiểu như là Inca nó đã không có quá nhiều cái dữ liệu về cái thế giới này, cho nên là nó không biết nó phải làm gì. Giống như nhân vật đông đi hầu hết, nhưng cái thông tin của cái thế giới này về Kindred hay cái gì đó đều qua Sire. Nó chưa có Sire kêu đánh đâu thì đánh đó thôi, nó chưa có một cái gì hết, cho nên là buông Sire ra thì lập tức không biết gì nữa hết, nó không có thông tin luôn ấy, nó không biết phải hỏi ai. Kẹt người vòng vòng của nó cũng không biết phải hỏi ai luôn. I see. Interesting. Bốp thấy nào. Yeah, thì em cũng đồng ý là cái đoạn mà tức là sau khi mà nói chung là sau khi mọi người đã ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì đấy một đoạn tự nhiên em cũng hơi có cái cảm giác là thế bây giờ mình sẽ nên đi theo hướng nào nhỉ? Kiểu đấy. Thế nên là cái lúc mà đấy chính là cái lúc mà em hỏi Sương là vậy Sương có muốn là mình time skip đến cái đoạn là đánh bom luôn không, hay là mình sẽ tiếp tục đêm nay như thế này đấy, kiểu thế. Và lúc đấy là bởi vì lúc cảm thấy là Sương ném cái đánh bom này ra nhưng mà nó lại hơi xa, thế nên bố lại hiểu nghĩa thế thì có phải là Sương muốn đến Sương đã chuẩn bị một cái gì đấy cho cái đoạn đánh bom hay không, kiểu ý bố không? Kiểu bố đoán thế, bố mới hỏi như thế. Để mà kiểu gọi là thì bởi vì bố cũng không sure lắm, nhưng mà sau đó khi Sương bảo là không cứ tiếp tục như thế này đi thì bố lại nghĩ vậy có lẽ là mình chưa cần cái đánh bom này vội, có thể là mình sẽ đi theo hướng khác. Thì đúng là cái đến đoạn đấy là mình cũng đang hơi phân vân một chút, cũng có hơi có cái cảm giác mông lung một chút đoạn đó. Sương thì generally suy nghĩ cái đấy nó vẫn nằm trong đúng kế hoạch mà Sương đang mong muốn á, là kiểu cái cảm giác gọi là không chắc chắn được cái gì hết, và mọi người phải ra quyết định trong khi mọi người không biết cái gì hết. Bởi vì thế một phần suy nghĩ rất là cảm giác rất là đặc biệt khi mà nghe Hưng nói về cái câu không nên làm quân cờ, tại vì nói cơ bản mọi người đang là quân cờ của bàn cờ này, và mọi người không có một cái thế lực nào lấy bên tay của mọi người để thực sự trợ mọi người, trừ vấn hiện tại đang phá cái chú phong á. So it's kind of like a political game. You are alone. You know nothing. You are young. You have. It's hard for you to do anything or understand anything. So some of the options you can go is like try to make new friend and create your own backup. Tức là có thể mọi người phát triển cách nào đấy để giải quyết những cái khó khăn này. Ví dụ như là tạo thêm bè phái, tạo thêm liên hệ, tạo thêm mối quan hệ. Đây là một số con đường mà những người có thể chơi politics trong chuyện này chẳng hạn. Tôi suy nghĩ cái này nó là propose một cái vấn đề trong cái thế giới mà nhân vật của mình phải tìm cách để giải quyết đấy. Hoặc là bây giờ tôi không có ai thì tôi hay có một người nhất, tôi phải bái vào người đấy, tôi phải dựa theo những cái gì người đấy đang làm.
hay là tôi nên đi con đường riêng để tìm cái lợi thế riêng của tôi chẳng hạn, hay là tôi thực sự vẫn phải một con cò và để người ta đi theo ý phụ người ta. Nếu mà để cái lựa chọn đấy thì nó cực kỳ rộng ạ. Và đúng rồi, đúng rồi. Thiện có những lúc mà Thiện nghĩ là thế bây giờ đang mông lung này thì Thiện cho Bính đi gặp bố được không, nhưng mà Thiện có cái suy nghĩ đấy. Xong rồi Thiện lại nghĩ nhưng mà có thể là Sương không chuẩn bị cái này, nhưng mà Sương đang để rất là mở nên là không biết là Sương có đang để kiểu để làm cái gì cũng được hay không. Thì đấy là nếu mà để mình thống nhất với nhau là hoàn toàn mở thì Thiện sẽ có những cái hướng đi rất là dị cho nhân vật luôn, nhưng mà đổi lại sẽ là có thể là một là Sương chưa chuẩn bị được, hai là có thể những người chơi khác sẽ bị mất thời gian cho việc nhân vật riêng. Interesting. Thiện nghĩ là vì đây nó cuối cùng nó vẫn là một cái câu chuyện, mà câu chuyện thì không phải nó đi sâu vào tất cả, là trừ khi đấy là câu chuyện thường ngày, một câu chuyện hành động thì nó không hẳn đi sâu vào sáng dậy đánh răng thế nào, rửa mặt thế nào, nhắn tin cho vợ thế nào, gặp đi xuống cửa chào ông bảo vệ ra sao, mà nó vẫn là có những cái gì đấy nó tập trung vào, đúng không? Những cái cảnh, những cái hướng đi của câu chuyện tập trung vào. Thì cái lúc đấy là kiểu ở ngoài nhân vật Thiện cũng đang là mông lung, chưa biết là cái hướng đi của câu chuyện của bọn mình đang đi là cái gì. Thì thực ra ấy thì Búc nghĩ là Thiện nói, tức là mình có những cái, đôi khi mình có những cái mà mình nghĩ là một vài ý tưởng kiểu mình lóe lên trong đầu ấy, nhưng mà xong mình lại nghĩ là wow, như thế thì có lẽ là Sương sẽ hơi bị bất ngờ các thứ. Tức là mình cũng sẽ nghĩ, ý là mình cũng không muốn là, mình cũng muốn là đã kiểu đi theo một cái hướng mà không hoàn toàn là kiểu đóng khung là Sương đã chuẩn bị như thế nào không, nhưng mà ít ra là đã có một cái sườn cho Sương, tức là Sương đã có một cái sườn dẫn cho nó, thì nó sẽ xử lý sẽ dễ hơn. Đấy là với việc là mình đã, tức là đã từng làm DM, đã từng ngồi nhìn mọi người làm DM thì kiểu sẽ không kiểu bị cái vấn đề là what the fuck, bọn mày đang làm cái gì đây, kiểu đấy. Thì nó như thế, cái xử lý này nó sẽ không nói là không làm được, nhưng mà nó sẽ cần phải chuẩn bị theo một hướng khác. Kiểu tự nhiên bây giờ nói ra một nhân vật khác, ví dụ như chẳng hạn là bây giờ tự nhiên Hưng bây giờ nổi hứng lên chạy đi tìm sire của mình hả, thì tự nhiên lại phải lòi ra một cái nhân vật sire từ đâu đấy mà Sương sẽ phải làm. Tất nhiên có thể là Sương đã chuẩn bị rồi, cái đấy thì Búc không biết, nhưng mà ý là có những cái mà mình không, nó chưa hiện rõ trên cái những cái gì đang có ấy, thế nên là mình không chắc chắn được là nó có hay không á, kiểu vậy. Interesting. Bây giờ như anh Thiện nói là mình có nên thống nhất với nhau trước không, là mình kiểu thế giới mình nó sẽ mở hơn, hay là mình vẫn sẽ tiếp tục là mình là Sương sẽ ném cho mình các cái manh mối và mình sẽ kiểu theo cái manh mối đấy. Anh Thiện nói không? Có định nói gì không? Em định nói là nếu mà nó như vậy thì nó sẽ thấy ra rất là nhiều kiểu những cái trường hợp như là phe khác ấy. Gen nó vẫn quy chụp lại là mình phải thống nhất lại thôi. Mình có nên không? Thì còn định nói gì nữa hay không? Mình xin sẽ report. Có một cái này là anh vừa mới học được từ việc dẫn game chủ nhật của anh. Cái buổi cuối cùng mà anh dẫn, có một cái anh bảo là Nuni, trong cái buổi sắp tới đầu session anh sẽ làm cái flashback của em, tinh thần là như vậy. Thì sau buổi đấy có Nuni với cái con Ne trong buổi đấy chơi cũng bảo là appreciate là Thiện có báo trước, mặc dù là mình cũng chưa biết hoàn toàn là cái gì, nhưng mà cũng biết là bây giờ là cái giai đoạn mà tập trung vào nhân vật này, và cũng là cái người chơi nhân vật đấy có chuẩn bị tinh thần, đây là cái đèn spotlight đang chiếu vào mình, sẽ phải nhập tâm hồn tạo là cái hướng câu chuyện nó như vậy. Thì Thiện nghĩ có thể translate sang đây là có thể là đầu mỗi buổi Sương sẽ nói cho mọi người một câu là buổi này, ví dụ buổi này là hoàn toàn mở sẽ có cảm giác là mông lung và mọi người chọn tùy ý, hoặc có buổi khác thì có thể Sương sẽ nói là buổi này mình đang có một cái plot rất quan trọng, mình sẽ đi vào cái đấy. Người chơi cũng ở tầng lớp nhân vật thì có thể là vẫn sẽ có những cái suy nghĩ khác, nhưng mà người chơi thì đã thống nhất với nhau đây là câu chuyện mình sẽ kể trong hôm nay, như vậy. Nghĩ cái đấy nó rất là hữu ích, helpful. Yeah, absolutely. Xin nghĩ đầu session xin có hỏi là hôm nay mọi người muốn hỏi về cái gì, nhưng mà tôi nghĩ các anh Thiện nói sẽ rõ hơn này. Ok, hôm nay session nó thiên về mở hơn, hay là có chuyện gì sẽ có cái gì đấy xảy ra chẳng hạn. Mà xin prepare sẵn rồi thì xin sẽ thử cố gắng làm điều đấy rõ hơn một tí. Interesting. Cái là có câu hỏi cho đến bước nói là từ một người có quan tâm đến Sương là sợ quá khó với Sương á, tôi rất là trân trọng cái đấy. Tôi cũng nghĩ là nếu mà thời gian trước đấy thì Sương sẽ chưa prepare cho cái đó, nhưng mà vào khoảng thời gian hiện tại thì Sương nghĩ Sương đang khá là ổn với việc gọi là something go extremely outplanned. Sương nghĩ cái việc anh Thiện đang nói rất là có ích, là ví dụ như hôm đấy cái session nó là kiểu pre-plan á thì hoàn toàn có thể đi out-plan được, nhưng mà ví dụ như session hôm đấy có mời NPC như là Đình đi chẳng hạn thì cái stretch gần đấy của bọn mình nó sẽ bé lại một tí, thì mình báo trước thì nó sẽ có tất cả lợi cho cả nhóm của mình luôn, mình biết đi cỡ nào.
Vậy thì Thiện nghĩ cái đấy nó sẽ cũng cả đi ngược lại về hướng người chơi nữa. Kiểu như là ví dụ đến một lúc nào đấy, có thể cả trong session, cả ngoài session, cả trong session thì mình có thể bảo là mọi người ơi, thì hiện tại nếu mà chưa có gì thực sự là diễn ra thì Thiện muốn cho Bính đi gặp bố của Bính. Mọi người thấy lúc nào mà phù hợp để làm cảnh đấy thì có thể làm. Đấy là một cái mà nói out of character, và mọi người có thể có tinh thần chuẩn bị, hoặc là thậm chí là trước buổi, hoặc thậm chí là trong buổi mình có thể giải quyết các cảnh khác. Nhưng khi nào là Sương thấy phù hợp thì cho cái cảnh đấy vào, hoặc Sương có thể bảo để buổi sau nhé cũng được. Giúp Alex đấy. Đó trước là nếu được thì tí nữa tôi muốn làm điều này, có được hay không? Sắp xếp được hay không? Và disclaimer, đấy là một cái ví dụ thôi nhá. Hiện tại chưa hẳn 100% là mình muốn đi gặp bố. Không thì chắc tất nhiên là cooking, I'm cooking. You gotta let me cook. Let's cook. Ok, vậy nếu được session sau bọn mình có thể set up bọn cái gì nó đẹp đẹp và bọn mình sẽ gặp NPC bọn mình nhé. Ok. Session sau là hồi sinh hú cho kìa. Gặp Hecate xong rồi hỏi thử, khi nào thấy cái clan đấy hỏi thử xem người ta có làm zombie hay không. Em là zombie thì cũng cần cơ thể. Nhưng mà gặp Đình là có phải là bữa tiệc không? Là một cái flashback khác? Trong bữa tiệc. Tức là sách sau là mình đi tiệc luôn hả? Sách sau là sẽ đẩy mọi thứ để đi theo hướng tiệc. Đúng rồi. Wait, okay. Còn thấy là cũng time skip đúng không? Ờ, thế có time skip không? Hoặc là mình time skip xong rồi mình flashback lại. Thì xem xíu luôn, không có gì để flashback. Không cần phải flashback lại đâu. Mình out of character, mình hoàn toàn có thể là đồng ý với nhau. À, chả có gì chuyện gì xảy ra trong tuần đấy cả. Chả vấn đề gì cả. Tức là cái máy mà đông để ở dưới này nó không quay được cái gì. Sẽ cho một cảnh ấy. Like, wow, sau cái hết. Đó, kiểu mình time skip xong vô bữa tiệc mình gặp cái mặt nào quen quen. Cái xong ST bảo là mình gặp dưới cống rồi. Cái mặt đấy là cái mặt mình gặp dưới cống. Ủa đâu rồi? Cho vô đang vô tiệc cái xong tự nhiên nhớ lại được là cái đó mình gặp ở đâu rồi, xong cho player tự xử lý. Người này gì? Người này gì quen quen. Bây giờ cái điện thoại đấy là một cái plot device, nó có thể là bất cứ cái gì. Nó có thể là bất cứ cái gì. Okay. Thiện bây giờ sẽ tắt cái stream nhé. Bây giờ mình cũng đã xong cái đoạn thảo luận sau game mà Thiện thấy cũng là healthy trong một cái game. Cảm ơn mọi người đã xem Sài Gòn By Night của bọn mình. Đến season 2 rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sướng cho những cliffhanger nào, và tuần tới đi tiệc có bom nổ như thế nào, có ai mất mạng không. Hãy chờ đợi tuần tới Sài Gòn By Night chủ nhật 8:30 tối. Trong lúc đó mọi người có thể xem các video khác, các cái tập cũ của Sài Gòn By Night. Nếu bạn chưa xem, subscribe, like, comment, chia sẻ cho những bạn bè của mình để cùng thưởng thức. Bye mọi người.